thật không muốn phá huyễn thuật hoa nhi bất thực của ngươi. Âm quát cười lạnh một tiếng, nói ra, trong miệng lão nói nhẹ nhóm như vậy, nhưng trong lòng lại nghi hoặc một hồi, cũng không rõ là mình có lâm vào ảo cảnh hay không. Phá, trong miệng lão ngâm khẽ vài câu khẩu quyết cổ quái, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Một tiếng này nổ vang như sấm sét trên đồng ruộng khô cạt, làm chấn động toàn bộ đại sảnh, hư không cũng chấn động một hồi. Một cỗ chấn động vô cùng cường đại từ trên người lão nhộn nhạo ra, như gió quét qua cho tàn, tất cả kỳ hoa dị tượng lập tức mai một tiêu tán vô tung thạch huynh đến lúc rồi đúng lúc này một tiếng quát lên của hồ tam từ trong hư không truyền đến bom tất cả dị tượng đang triệt tiêu đột nhiên một tiếng gảy tỳ bà vang lên âm quát mới thoát thân từ trong ảo cảnh ra lông mày nhíu lại liền nhìn thấy ngay phía trước có một đạo nhân ảnh nhanh chóng bắn đến trong tay ôm một ngân sắc tỳ bà ngón tay thấm máu nhanh chóng khẽ động dây đàn đúng là thạch xuyên không bom 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 bong bong theo thanh âm tỉ bà phát ra rồn rập phú văn trên ngân sắc tỉ bà nhao nhao sáng lên nhưng ngay sau đó ngón tay kia ngừng lại một chút trên dây đàn lập tức sáng lên một đoàn tinh quang màu bạc trói mắt như tên cài trên dây cung vận sức chờ phát động âm quát đang lúc hoảng hốt đột nhiên cảm giác trong lòng run lên từ sau lưng không có gì vậy mà sinh ra một cô ác hàn đoàn tinh quang màu bạc này tựa hồ có thể uy hiếp chính lão lúc này thân thể thạch xuyên không đang nhô lên cao một thân tiên linh lực cơ hồ bị la trá tỷ bà trong tay hút khô, toàn thân run rẩy không thôi, chỉ có cánh tay kéo dây cung kia vẫn còn bảo trì ổn định. Đi, lúc gần kiệt lực, ngón tay gã bỗng nhiên buông lỏng. Một đoàn tinh quang màu bạc trói mắt lập tức bắn tới. Hầu như không tốn chút thời gian nào, cũng không có bất kỳ khoảng cách không gian nào, đạo tinh quang kia rời tỷ bà lập tức đánh vào trên ngực âm quát. Phanh một thanh âm vỡ vụn vang lên, một ấn vuông màu đen ngay lập tức nhìn cân treo sợi tóc xuất hiện ngay trước ngực âm quát, chặn lại đạo tinh quang kia không bị cản trở chút nào cũng không có bất kỳ thanh âm nổ vang nào trên ấn vuông màu đen lóe lên ô quang từ chính giữa vỡ ra một khe hở hẹp dài trực tiếp một phân thành hai đứt gãy ra một nửa hắc ấn rơi trên mặt đất một nửa còn lại tiêu thất trong hư không âm quát ở phía sau ấn vuông tranh thủ thời gian trong nháy mắt này quanh thân vang lên sấm xét kịch liệt một hồi thân hình lập tức hóa thành một tia chớp màu đen sáng lạn nhanh chóng tránh qua một bên tốc độ của lão nhanh tới cực điểm hầu như có thể so với nghịch chuyển chân luân của Hàn Lập. Dù như thế, tia chớp màu đen cũng không thể tránh thoát khỏi đạo tinh quang màu bạc kia, tia chớp bị quét trúng một đoạn, cũng giống như khối ấn vuông kia, không có tiếng động, cũng không thấy bóng dáng nào. Ầm á, một hồi hắc sắc điện quang thoáng hiện đã đến một bên đại sảnh, thân ảnh âm quát từ trong hiển hiện ra. Trên mặt lão tràn đầy vẻ sợ hãi cùng phẫn nộ, cắn chặt hàm răng cúi đầu nhìn thoáng qua nửa thân trái của mình, thình lình phát hiện cả cánh tay trái kéo đến bả vai đã biến mất không thấy, chỗ huyết nhục đứt gãy mơ hồ còn có từng trận không gian pháp tắc chi lực lưu lại, làm lão không thể trùng sinh huyết nhục của mình được. chương 766, chiến đấu với Đại La 2 Ngay sau khi âm quát định thần lại, liền ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy cả người thạch xuyên không run rẩy nằm dạp trên mặt đất, trên bàn tay thì máu thịt lẫn lộn, nhưng y vẫn còn gắt gao nắm chặt cây đàn tỳ bà màu bạc kia. Chật chật, quả là một kiện tiên khí không gian thật tốt, nếu ngươi là một gã tu sĩ Đại La, toàn lực thúc giục nó, thì thực sự ta còn không phải đối thủ của ngươi, đáng tiếc, ngươi chỉ là một tên kim tiên mà thôi. Âm quát cười khạc khạc quái dị, rồi nói vài tiếng. Dứt lời, một bàn tay còn sót lại của lão chợt xòe ra, trong lòng bàn tay chấp động quang mang màu đen, từng đoàn từng đoàn sát lôi màu đen ngưng thực lượng lờ tuôn ra, từ bốn phương tám hướng lao về phía người thạch xuyên không, liền đánh xuống. Lúc này cả người thạch xuyên không gần như yếu ớt vô cùng, căn bản là không có sức hoàn thủ chút nào, thậm chí ngay cả linh quang hộ thể cũng không thể mở ra được. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thân ảnh Hồ Tam chớp nhoáng lao tới, xuất hiện trước người Thạch Xuyên không, phía sau lưng y lóe lên hào quang, bất ngờ thò ra chín cái đuôi hồ ly màu trắng to lớn, không ngừng đung đưa trong hư không, quét về phía những sát lôi màu đen kia. Rầm rầm rầm, âm thanh bùng nổ không ngừng vang lên dữ dội, mảnh lớn lôi điện màu đen nổ tung tứ tán. Trong miệng Hồ Tam phát ra một tiếng kêu thảm, trên đuôi hồ màu trắng thật lớn của y bị đám tia điện kia ra sức tung hoành, từ đó tỏa ra khí tức cháy khét khắp bốn phía, y cảm thấy cả người trở nên tê dại, tiên linh lực vận chuyển trong người tựa hồ trở nên chậm chậm không thể di chuyển được. Còn không đợi y thích ứng, thì lại có một tiếng lôi điện bùng nổ vang lên, một mảnh lôi điện màu đen chớp nhoáng lao tới, từ đó thoáng cái hiện ra thân ảnh âm quát, hai chân dưới của lão đạp mạnh như sơn nhạc áp đỉnh, trực tiếp dẫm xuống hai bờ vai của hồ tam. Chợt một tiếng xoẹt xoẹt, bất ngờ hai đạo lôi điện màu đen từ dưới hai chân âm quát tuôn ra, xuyên thẳng qua hai vai của hồ tam. Rắc rắc, Hồ Tam cảm thấy hai vai của mình trở nên đau đớn dữ dội, xương cốt hai bên vai trong nháy mắt đã vỡ nát, cả người liền trùn xuống, hai chân thì giống như cây đao đạp mạnh xuống mặt đất, nửa người đều hõm xuống. Người đã chán sống, vậy thì ta sẽ rủ lòng từ bi, tiến người lên đường trước vậy. Khuôn mặt lão lộ ra vẻ dữ tợn, bàn tay phải co lại thành chảo, từ đó ngưng tụ ra đám sát lôi màu đen không ngừng quấn quanh trong lòng bàn tay, tựa hồ như bàn tay có mang một tầng móng vuốt thép bằng lôi điện vậy, rồi lão đâm thẳng xuống đỉnh đầu của Hồ Tam. Kết thúc rồi sao, trong nháy mắt, cả người Hồ Tam không thể động đậy, không còn hy vọng gì nữa. Nhưng ngay lúc đó, nảy sinh dị biến, một tiếng ầm ầm lôi điện bùng nổ vang lên, một đạo lôi điện màu bạc sáng như tuyết từ trong lôi chỉ bắn ra, giống như một mũi tên màu bạc bất ngờ bắn đến, đạo lôi điện lao nhanh vặn vẹo xé rách cả hư không xung quanh. Mắt âm quát lóe lên, bàn tay đang đâm về đỉnh đầu Hồ Tam đột nhiên lệch đi, tất cả năm đầu ngón tay đều ngưng ra một viên lôi châu màu đen to chừng trái nhãn, bắn ra liên tiếp, cùng với đạo lôi điện màu bạc kia không ngừng va vào nhau. Rầm rầm rầm, âm thanh ầm ầm nổ vang liên tiếp, từng đoàn từng đoàn sát lôi vỡ tung không ngừng, vô số tia sét màu đen bị lôi điện màu bạc đốt cháy hoàn toàn, giống như tuyết tan vậy, liền mau chóng tiêu tán. Còn mũi tên màu bạc kia hầu như không chút hao tổn, liền lao nhanh như tên bắn, bắn thẳng đến vị trí lồng ngực yếu hại của Âm Quát. Sắc mặt Âm Quát bất ngờ thay đổi, bỗng nhiên thân hình chợt xoay chuyển khó khăn lắm mới tránh được chỗ yếu hại nhưng vẫn bị đạo lôi điện màu bạc kia xuyên qua người trực tiếp tạo thành một cái lỗ hổng thật lớn trên sườn trái của lão một tiếng phanh vang dội cả người âm quát bị lôi điện đánh chúng văng ngược ra sau đâm mạnh vào vách tường trong đại sảnh sao có thể như thế lão cúi đầu nhìn thoáng qua sườn trái của mình chỉ thấy vết thương lộ ra máu thịt lẫn lộn khó có thể tin được nói ra chỉ là chỗ miệng vết thương đáng sợ kia động lại từng tia từng sợi lôi điện màu bạc thật lâu không có tiêu tán, không ngừng xâm chiếm chỗ đó, giống như những con độc trùng không ngừng chui vào trong cơ thể lão, khiến cho sát khí trong người lão thoát ra ngoài. Hai vai âm quát run một cái, từ trên vết rạn nước thật lớn của vách tường thoát ra, thân thể lão từ từ rơi xuống đất, còn vách tường đá phía sau lưng thì lại ầm vang vỡ vụn, vô số gạch đá sụp đổ rơi xuống, khói bụi cuồn cuộn. Hai mắt lão ngưng lại, nhìn về phía lôi trì bên kia, vẻ giận dữ trong mắt cũng dần dần thu liếm lại, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt trước đó của lão chỉ thấy trong lôi chỉ màu bạc quay cuồng, đạo đạo cột trụ lôi điện màu bạc phóng lên tận trời, chợt một bóng người lơ lửng bên trong lôi điện, từ bên trong bước từng bước một ra bên ngoài, khuôn mặt bình thường, hiển nhiên là Hàn Lập. Ngay lúc này, trên người hắn cháy đen một mảnh, áo quần cả người rách nát không chịu nổi, làn da của hắn trải rộng vết nứt màu đỏ giống như nham thạch vậy, hơn nữa từ đó còn bốc lên từng tia từng sợi sát khí màu đen. Tuy vậy, thời khắc mà hắn mở mắt ra thì mười phần sáng rực, con mắt màu xám trước đó hiện giờ không còn nữa mà đã khôi phục lại một màu sắc đen nhánh, có thể thấy được sát khí còn thừa trong cơ thể hắn đã không còn bao nhiêu nữa. Hồ Tam giấy dụa cả người thoát ra, vội vàng thừa dịp âm quát chú ý đến Hàn Lập, liền mang theo Thạch Xuyên không lui về rìa lôi trì, y cố nén cơn đau nhức khó chịu khắp người, cố lấy một viên đan dược cho mình cùng Thạch Xuyên không uống, rồi dáng ngựa người đứng lên, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía âm quát, khóe mắt nhịn không được liếc về phía Hàn Lập. Lệ huynh, người đây là, chợt hồ tam phát giác được khí thức cổ quái phát ra từ người hàn lập nhịn không được truyền âm hỏi may mắn không chết còn sống qua đợt tẩy sát này vì vậy sát khí trên người ta cũng sắp được tẩy trừ hoàn toàn nhục thân cùng lực lượng thần thức cũng đã trải qua một phen rèn luyện bây giờ không còn gánh nặng sát khí nữa cả người giống như được thoát thai hoán cốt vậy hàn lập truyền âm trả lời hắn chỉ nói một nửa trên thực tế khí thức của hắn lúc này cũng đã đến trạng thái nửa bước thái ất rồi chẳng qua nửa bước của hắn lại khác với nửa bước thái ất của Bách Lý Viêm năm đó. Bởi vì hắn đã phục dụng viên cực phẩm thái ất đan kia, khiến cho nhục thân của hắn, kể cả thức hải cũng phát sinh một chút biến hóa, tựa hồ đã sinh ra một loại liên hệ 10 phần vi diệu với lôi trì màu bạc này, do đó mới một đường phá vỡ được bình cảnh. Thậm chí hắn còn ẩn ẩn cảm giác, chỉ cần mình thoát khỏi hôi giới, về lại tiên giới, thì sẽ dẫn tới dị tượng thiên địa linh khí đảo lột, chân chính bước đến bước cuối cùng kia, trở thành một tên thái ất ngọc tiên. Ngay lúc hắn nói chuyện, ánh mắt Hàn Lập nhìn lướt qua đề hồn cùng liễu kỳ lão tổ đang biến thành cự hồ màu xám trắng cách đó không xa, bên kia cũng như thế, cũng đang đánh giết chém nhau liên hồi, không yếu hơn chút nào so với bên này cả. Mặc dù chỉ là đạo phân hồn của âm thừa toàn, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, liễu kỳ lão tổ cùng đề hồn liên thủ toàn lực ra tay, vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế gã. Ta nhớ không lầm, thì ngươi cũng tu luyện công pháp thời gian, vì sao có thể sử dụng được lôi điện trong tẩy sát chỉ chứ? Một bên âm quát nhanh chóng điều tức khôi phục, đồng thời từ từ mở miệng hỏi. Hàn lập không có trả lời, chỉ là hai tay nắm chặt hai viên tiên nguyên thạch trung phẩm, vội hấp thu thật nhanh tiên linh lực trong đó. Chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm lơ lửng quanh người hắn, khắp nơi tràn ngập ánh sáng màu xanh, quấn quanh từng tia sấm sét màu vàng, ngay sau lưng hắn thì lơ lửng một huyền thiên hồ lô màu xanh biếc. Ánh mắt âm quát đảo qua ba người hàn lập, hai mắt nhắm lại, tâm tình có chút phiền muộn. Trước đó lão bị thạch xuyên không lấy kiện tiên khí không gian chém rứt cánh tay, dao động pháp tắc không gian còn lưu trên đó từ đầu đến cuối còn không thấy yếu bớt, chỉ sợ trong mấy trăm năm còn không thể hồi phục được. Hiện giờ thương thế dưới xương sườn bên trái của lão cũng đang bị lôi điện tẩy sát chìm màu bạc xâm nhập, cũng khó mà nhất thời khỏi hẳn. Trước đó lão còn tiện tay là đã nghiền ép ba người bọn hắn, vậy mà lần này chính mình hơi sơ sẩy một chút, liền ăn thiệt thòi lớn như thế. Đương nhiên một phần là lão vừa mới đột phá cảnh giới đại la không lâu, cảnh giới còn chưa có hoàn toàn củng cố, trước đó còn mạnh mẽ ngưng luyện ra năm con u hồn trùng, cũng vì nó mà khiến cho lão tổn thương nguyên khí nặng nề. Chẳng qua tốt xấu gì lão cũng là một gã đại la hôi tiên, há lại không có thủ đoạn nào khác. Thấy Hàn Lập không nói gì, âm quát liền không nhiều lời nữa, mà bàn tay còn sót lại lão liền dựng thẳng lên, không ngừng biến hóa bàn tay, kết động pháp quyết, tiếp đó trước người rạch ra một đạo vòng tròn thật to lớn. Chỉ thấy trong vòng tròn tuôn ra sương mù màu đen rung động từng tia từng sợi lôi điện màu đen, mấy trăm đạo sát lôi màu đen ngưng tụ thành thanh trường mâu bắn nhanh ra, không ngừng lao nhanh về phía ba người Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, huyền khiếu quanh người tỏa ra ánh sáng chói mắt, một tầng lân phiến màu vàng hiện lên phía trên làn da của hắn, chợt áo giáp huyền quy hiện ra bên ngoài người, hắn không tránh cũng không né bước nhanh tới, chủ động nghênh đón trường mâu của âm quát. Những trường mâu sát lôi bỗng chốc lao tới, nhao nhao trụm lại bắn về phía Hàn Lập, chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm lơ lửng quanh người hắn, cũng theo tâm ý hắn mà động, cùng lao về phía lôi mâu. ầm ầm ầm, từng đợt âm thanh đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, sát lôi màu đen cùng với tịch tà thần lôi cùng lúc nổ tung, không ngừng sáng lên từng đoàn hào quang đen vàng. Theo mỗi âm thanh bùng nổ, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắn nhanh tới liền bị cản lại, thân kiếm rung mạnh không thôi, linh quang đại giảm. Hàn lập cùng thanh trúc phong vân kiếm có cảm ứng sâu đậm, mỗi một lần thân kiếm bị thương, tiên linh lực trong cơ thể của hắn trở nên khuấy động một trận, chấn động cả lục phủ ngũ tạng của hắn, khóe miệng thì không ngừng chảy xuống từng vệt máu đỏ tươi. Nhưng cho dù có như vậy, hắn cũng như cũ không ngừng bước chân lao tới. Rất nhanh, chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm nhau nhau bị đánh rơi xuống đất, căn bản Hàn Lập chưa kịp thu hồi, liền bị trường mâu sát lôi liên tục đâm tới, đâm xuyên cả áo giáp huyền quy của hắn. Phanh phanh phanh, từng tiếng âm thanh va chạm, máu tươi trong miệng Hàn Lập chảy xuống như điên, áo giáp màu xanh trên người cũng đã trái rộng đầy vết rạn nứt, mắt thấy liền muốn vỡ nát nhưng khoảng cách của hắn cùng âm quát cũng đã kéo gần lại rất nhiều. 300 trường, 200 trường, 100 trường, đúng lúc đó, chân ngôn bảo luân trong người Hàn Lập mau chóng nghịch chuyển, thân ảnh hắn liền mơ hồ, xuyên qua từng cây trường mâu, trong nháy mắt đã đến trước người âm quát. Sau lưng hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng, mắt thấy chân ngôn bảo luân sắp nổi lên. Nếu trong khoảng cách gần như thế mà phóng xuất ra chân ngôn bảo luân, cho dù âm quát là tu vi đại la cũng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, tốc độ sẽ giảm bớt nhiều, đến lúc đó thì Hàn Lập sẽ có cơ hội làm trọng thương được lão. Thế nhưng, Hàn Lập chưa kịp phóng xuất ra chân ngôn bảo luân, thì khóe miệng âm quát khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười. Đến rất đúng lúc, theo một tiếng lão quát to, bất ngờ hư không bốn phía vang lên sấm sét dữ dội, từng đạo sát lôi màu đen to lớn từ hư không hiện ra, trực tiếp quấn lấy thân thể tứ chi của Hàn Lập, rồi kéo ra bốn phía, liền giam cầm hắn ngay giữa không trung. Chỉ thấy âm quát đưa tay nắm vào trong hư không một cái, một đoàn lôi điện màu đen từ trong lòng bàn tay lão kéo dài ra, trong nháy mắt hóa thành một thanh trường thương màu đen to cỡ cánh tay, trên mũi nhọn ngưng tụ lại những tia điện mang, không ngừng vang lên âm thanh đùng đùng. Lão không nói bất luận câu nào, mà trực tiếp nắm chặt thanh trường thương sát lôi, đâm về phía mi tâm của Hàn Lập. Cách đó không xa, Hồ Tam cùng Thạch Xuyên không thấy thế, cả hai để lộ ra vẻ sợ hãi. chương 767, sát vực. Ngay lúc trường thương sát lôi trong tay âm quát sắp xuyên thấu đầu Hàn Lập, hư không bên cạnh gã bỗng nhiên khuấy động một trận, có vài sợi xiềng xích trong xuất hiện ra không dấu hiệu nào báo trước, chợt lóe lên rồi nhanh chóng chui vào trong đầu lão, màn hào quang hộ thể của lão căn bản không mảy may ngăn được. Trường thương sát lôi trong tay lão đột ngột dừng lại, thần tình trên mặt nhất thời ngưng trụ, cả người cứng ngắc ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, phía trên song trường hàn lập nổi lên kim lân tốc độ nhanh gấp đôi, hai nắm tay nắm chặt đấm về phía trước, sát lôi màu đen đang quấn quanh ở trên người hắn bị xé rách một mảng lớn, điện quang mặt trên nổ đi đùng không ngừng. Mà cùng với mỗi một lần sát lôi nổ vang, liền có một cỗ lực lượng cường đại chui vào trong cơ thể hàn lập, làm hắn cảm thấy từng đợt tê tái. Hồ Tam thấy thế, sau khi hơi do dự một chút, thân hình chợt lóe lên, đi tới phía sau âm quát. Hồ Tam một tay nắm chặt hư không, chui trường kiếm màu bạc lúc trước lại hiện ra, mặt trên đột nhiên phát ra hào quang, từng đợt kiếm khí tràn ra, đâm thẳng tới hậu tâm âm quát đang nhìn thấy mũi trường kiếm sắp đâm chúng vào sau lưng âm quát, trong lòng Hàn Lập đột nhiên căng thẳng, vội kêu lên, mau lui lại. Hồ Tam cả kinh, lông tóc dựng đứng, không do dự chút nào, trực tiếp lui nhanh ra. Chớp mắt tiếp theo, chỗ ấn đường âm quát hiện ra một viên châu màu đen, nổ lớn ầm ầm, trực tiếp mạnh mẽ đánh nổ xiềng xích thần niệm trong đầu lão. Trên người lão đột nhiên sinh ra một cỗ khí thế cường đại, tám cây giáo bằng sát lôi từ sau lưng kéo dài ra, mang theo điện quang màu đen đâm ra khắp bốn phía nếu không phải hồ tam lui kịp ắt bị những cây giáo này đâm xuyên qua tại chỗ thân hình âm quát hơi hơi rung động nhưng không hề làm gì tiếp tựa hồ vừa mới thoát khỏi từ trong thần niệm tù lung nên thần thức còn có chút chậm chạp chỉ dựa vào bảo hộ của mình mà phóng xuất ra tám cây giáo bằng sát lôi kia hàn lập thấy thế tâm niệm vừa động chỗ miệng huyền thiên hồ lô đang lơ lửng phía sau chợt lóe lục quang bỗng nhiên vang lên từng tiếng động ầm ầm ngay sau đó một mảnh điện quang sáng lóa màu bạc mạnh mẽ phun ra hóa thành một mảnh hàng rào điện sáng như tuyết vây hắn lại. Lôi điện màu bạc này cũng không phải của hắn, mà là lúc hắn ở trong lôi chỉ màu bạc tẩy sát, dùng Huyền Thiên Hồ Lô thu được. Lúc trước mũi tên bạc đánh lui âm quát cũng là do từ Hồ Lô phát ra. Bất quá cũng có chút đáng tiếc, Huyền Thiên Hồ Lô chứa lôi điện trong tẩy sát chỉ cũng có hạt, chứa đựng lôi điện màu bạc cũng đã làm tổn thương linh tính của Hồ Lô, Hàn lập lại càng không dám thử dẫn thêm lôi điện kim sắc vào trong đó nữa chỉ thấy hàng rào điện màu bạc cùng sát lôi màu đen đan vào một chỗ, bốc lên từng trận khói mờ mịt, lôi điện màu đen quấn quanh người hắn nhất thời tiêu mất hơn phân nửa. Hàn lập lại vung song trưởng lên, lúc này mới thoát ra được. Đến lúc này đã không còn đường lui, kim quang trên người hắn chợt lóe, thân hình cấp tốc xông tới hơn trăm trượng, lao thẳng đến âm quát. Mà lúc này âm quát cũng đã khôi phục thần thức, phát hiện hàn lập đã đến gần người lão. Ngoài thân lão có tám cây giáo bằng sát lôi đồng thời trước sau tỏa ra, tụ tập lại một chỗ bên người, ngưng lại thành một lôi cầu màu đen lớn bằng đầu người, bay đến hướng hàn lập. Phía trên lôi cầu màu đen, chỉ có một ít lôi điện tràn ra ngoài, thoạt nhìn không có gì đặc sắc, nhưng bên trong lại có hơn 10 đầu dao long bằng lôi điện tới lui không dứt chỉ đợi chờ lôi cầu nổ là tràn ra một lượt. Trong lòng hàn lập cảm thấy dùng mình, hắn có thể cảm nhận được chỗ khác thường của lôi cầu, nhưng thân hình vẫn không ngừng mảy may, cổ tay chuyển một cái, lấy ra chuôi thiên hổ hóa huyết đao, hai tay chém mạnh vào đầu âm quát tiên linh lực trong cơ thể của hắn dũng mãnh tiến vào bên trong trường đao, huyết văn phía trên thân đao sáng rõ, một cổ đao kình cuồng bạo từ trong đó bạo phát ra, ánh đao từ bên trong lôi cuốn nhau trào ra, ngưng tụ thành một đao ảnh to lớn như thực chất, chém vào phía trên lôi cầu màu đen. Bên cạnh tẩy sát trì, Thạch Xuyên không đã khôi phục không ít, đang ngồi nguyên tại chỗ khoanh chân tay cầm tiên nguyên thạch hấp thu tiên linh lực, trong mắt hiện lên một tia thần sắc khó hiểu. Trải qua lôi trì màu bạc tẩy sát, thực lực Hàn Lập rõ ràng tiến nhanh, Uy thế của một đao trước mắt này đã không thua gì lúc trước bọn họ liên thủ chặt đứt sợi xiềng xích thứ nhất. Ầm ầm, đao ảnh cùng lôi cầu va chạm với nhau, gây nên một tiếng nổ vang trời. Một mảnh lôi quang màu đen giống như hỏa diễm nổ tung, khiến cho cả đại sảnh rung động kịch liệt một hồi. Ngay cả Âm Thừa toàn cùng Liếu Kỳ lão tổ đều bị động tính bên này hấp dẫn, nhịn không được phải nhìn trộm về hướng bên này, để hồn lại vì Hàn Lập mà đổ mồ hôi một phen. Chỉ thấy lôi quang phía trên lôi cầu phóng xuất kịch liệt, từng đạo giao long lôi điện giấy rụa không thôi, bị thiên hồ hóa huyết đau gắt gao áp chế, không thể thoát khỏi, chỉ có một ít điện mang còn sót lại, không ngừng tràn tới bên người Hàn Lập. Hai tay Hàn Lập nắm đao run rẩy không thôi, toàn thân bị từng đạo sát lôi không ngừng đánh nát, bốc lên từng đợt khói nhẹ. Miệng mũi hắn đều có vết máu, như con rắn nhỏ uốn lượn không ngừng chảy ra. Có điều hắn vẫn cắn chặt răng, khí lực không ngừng chuyển đến thân đao đè ép xuống, sau lưng âm quát tám cây giáo bằng sát lôi bị ép trở về từng chút một, trên mặt âm quát hiện lên vẻ dữ tợn hai môi khép mở ngâm tụng một lát đôi mắt xám trắng bỗng nhiên chợt lóe hào quang chỗ sâu trong đôi mắt lại mơ hồ có một đạo trùng ảnh hiện ra cơ hồ cùng lúc còn u hồn trùng bên trong thức hải hàn lập vốn đang yên lặng trên người đột nhiên hiện ra một mảnh phù văn cổ quái lại một lần nữa bắt đầu chuyển động lại nếm thử đau đớn đi âm quát cười lạnh một tiếng tay còn lại xòe năm ngón ra chảo xuống năm đạo hắc quang theo đầu ngón tay cuồn cuộn bắn ra không ngừng xuyên qua sát lôi màu đen phía trước xông thẳng đến hàn lập giam lại cho ta lông mày hàn lập nhíu chặt khóe miệng hơi hơi nhếch lên há miệng quát lớn một tiếng lời vừa nói ra bên trong thức hải hắn luyện thần thuật cấp tốc vận chuyển thần niệm tinh liên quấn quanh trên người u hồn trùng nhất thời buộc chặt từ hư không lại sinh ra thêm mấy sợi dây xích óng ánh rất nhỏ trực tiếp đâm xuyên qua thân hình u hồn trùng răng kín khắp nơi vây bắt nó lại giam cầm tại chỗ phía trên sợi tinh liên này có từng đợt thần thức lực cường đại bám vào phía trên hiện ra từng miếng phù văn thật nhỏ, lại một lần nữa gắt gao giam cầm u hồn trùng đang dục dịch. U hồn trùng vừa mới tới gần đầu Hàn Lập, đã bị một cỗ thần thức cường đại chấn động bộc phát ra, trực tiếp tách ra. Làm sao có thể, lần này, âm quát thật sự kinh ngạc muôn phần. Đối với sự lợi hại của u hồn trùng, hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn, có điều thần thức lực của Hàn Lập trước mắt, có luyện thần thuật tầng năm cũng đã xưa đâu bằng nay lại trải qua trước ba tòa lôi trì tẩy lễ đã làm hắn có thể phản chế u hồn trùng Thân sắc hàn lập không đổi, tiên linh lực trên người lại lay động tuôn ra, hai tay nắm chặt chuôi đao ra sức đánh xuống. Tám cây giáo bằng sát lôi vốn đang chống đỡ cho lôi cầu rốt của cũng không chịu nổi, nhanh chóng bị ánh đao giải khai, lôi cầu màu đen cũng bị một đao chém làm hai nửa. Hàn lập thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trước mắt xuất hiện một màn thập phần quỷ dị. Chỉ thấy thiên hồ hóa huyết đao rơi thẳng xuống, từ trên đầu xuống tới dưới bụng âm quát hiện ra một đường hắc tuyến rõ ràng, thân hình bị chém thành hai nửa chỉ là tu vi nửa bước thái ất có thể làm cho ta phải lấy sát linh chết thay cũng đủ để kiêu ngạo rồi đáng tiếc cũng chỉ thế không hơn âm quát quỷ dị khép mở miệng nói ra ngay sau đó hắc quang trên thân bùng lên nước toát ra gây nên một tiếng ầm sát lôi màu đen cùng thân thể sen vào nhau hợp thành trạng thái thực chất hư hư thật thật hóa thành một mảnh lôi điện tràn ngập quầng sáng cùng lúc đó lôi cầu màu đen cũng nước toát ra hư ảnh giao long bằng lôi điện chiếm cứ trong đó nhất thời như ngựa đứt cương vọt ra, trực tiếp đụng vào người Hàn Lập. Áo giáp huyền quy lại hiện lên trên thân Hàn Lập, căn bản không ngăn được nửa điểm, vừa cùng giao long bằng lôi điện tiếp xúc trong nháy mắt liền trực tiếp hỏng mất, trên thân như nổi trống, nổ đùng không ngừng. Từng mảng máu lớn bắn ra tung tóe, còn chưa kịp rơi xuống đã bị lôi điện dã thành phấn vụn. Trường đao trong tay Hàn Lập cũng rơi xuống, ngay cả một tiếng kêu thảm còn không phát ra nổi, thân hình lại như một thuyền lá lênh đênh trong cuồng phong bạo vũ không khống chế được từ từ rơi xuống. Phía xa xa Hồ Tam nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời sinh ra một cảm giác vô lực. Chủ nhân, đề hồn bất chấp cùng phân hồn âm thừa toàn dây dưa, muốn thoát thân ra. Muốn đi cứu người, người si nói mộng a. À. Trên mặt phân hồn âm thừa toàn tràn đầy ý cười, phóng tới ngăn trở. Thời điểm này, gã làm sao để cho đề hồn tiến tới cứu chủ. Bục bục quang mạc của phiến sát lôi kia vừa rồi khuếch tán khắp nơi dần dần hợp lại, hóa thành một viên cầu màu đen có quầng sáng rộng hơn 10 trượng, bao vây cả người Hàn Lập lại. Viên cầu ngưng thực vô cùng, cơ hồ hoàn toàn không có ánh sáng, bên trong sát khí nồng đậm, lôi điện nổ vang, từng đạo lôi điện màu đen cứng cáp vô cùng như một sợi dây thường quấn quanh tứ chi cùng với cổ Hàn Lập, kéo thành hình chữ đại, trôi nổi ở giữa không trung. Cách đó không xa trước người hắn, một đoàn sát lôi màu đen ngưng tụ lại, một lần nữa hóa thành hình người, đúng là âm quát. Trên người tiểu tử người có chân linh huyết mạch không ít, trong đó còn có chân huyết lôi bằng, thêm một thân huyết khí thịnh vượng, nếu bị ta lấy sát lôi luyện hóa hoàn toàn, cũng có thể bù lại tiêu hao lần chém giết này của ta, nói không chừng ngay cả cảnh giới cũng có thể tiến một bước dài. Gã chậm rãi bay về phía Hàn Lập, sắc mặt tái nhợt dị thường, có vẻ tiêu hao quá nhiều. Trong khi nói chuyện, thân hình gã bay vào tới hơn 10 trượng, chỗ bụng đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng thật lớn, giống như từ hư không sinh ra một hố đen khổng lồ, vừa hút một cái đã nuốt Hàn Lập đang vết thương chồng chất vào trong bụng. Sát phục, chủ nhân cẩn thận, Đề Hồn phát hiện khí tức Hàn Lập đột nhiên biến mất, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có viên cầu màu đen thật lớn kia, kết quả nàng vừa mới đang phân thần, đã bị phân hồn âm thừa toàn giơ tay lên đánh bay ra ngoài, nện trên vách tường đại sảnh, trực tiếp khảm vào trong vách núi. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau, lôi điện trên viên cầu màu đen tràn ra, từng đợt từng đợt tia điện sát lôi nhẹ nhẹ tung bay, tiếp theo dần dần trở nên trong suốt, thân ảnh âm quát từ bên trong hiện ra. Lệ Đạo Hữu Chẳng lẽ Thạch Xuyên không ta phải chôn vùi nơi đây sao? Thạch Xuyên không thấy Hàn Lập đã biến mất mất không còn vết tích, trong lòng thở dài một tiếng, trong mắt cũng hiện lên một tia tuyệt vọng. Chỉ thấy bàn tay âm quát vung lên một chiêu, tia điện sát lôi từ bốn phương tám hướng tụ tập tới lòng bàn tay của lão, sát phực vừa ngưng tụ ra cũng lập tức biến mất không thấy. chương 768, xuất kỳ chế thắng, tiểu tử, chớ nôn nóng A, à. tiếp theo sẽ đến phiên ngươi, vốn âm quát nhìn thoáng qua cánh tay bị đứt của mình, tiếp đó ánh mắt âm u nhìn về phía thạch xuyên không, vừa cười vừa nói. Dứt lời, lão liền cất bước đi từ từ về phía thạch xuyên không. Thạch xuyên không trao mày, bàn tay trong tay áo liền thả viên tiên nguyên thạch ra, rồi bắt một cái pháp quyết cổ quái, chợt ngay phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn như bị bỏng, phía trên hiện ra một đạo phù văn phong cấm. Ngay khi thạch xuyên không lấy tâm thần thúc dục đạo phù văn bí ẩn kia sẽ dần sinh ra hiệu quả thật lớn, đến cuối cùng gã cũng đã chính thức đánh cược cả tính mạng của mình. Đúng lúc đó, chợt dị biến phát sinh, vẻ mặt âm quát bất ngờ thay đổi, ngay vị trí dưới bụng lão bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét dữ dội, một đạo hào quang màu bạc chợt sáng lên chói mắt, một vòng như ánh sáng mặt trời tỏa ra rực rỡ. Ngay sau đó, có vô số lôi điện màu bạc từ đó nổ tung ra, trực tiếp tạo thành một lỗ hổng khổng lồ dưới bụng lão, từng luồng sóng lửa màu bạc nóng rực không gì sánh bằng từ đó tuôn ra. Chỉ nghe thấy một tiếng hót sắc xảo vang lên, một con hỏa điểu màu bạc thật lớn từ dưới bụng âm quát dương cánh bay ra xoay tròn một vòng ở giữa không trung rồi lao thẳng về phía ngực của lão. Trên lưng ngân diễm hỏa điều còn có một người đang đứng, toàn thân hắn trồng chất vết thương, đúng là hàn lập. Đám người bốn phía tẩy sát chỉ đều sợ ngây người khi thấy một màn này, để hồn càng không lo cho thương thế của mình, mà dãy ruộa từ trên bức tường nhảy xuống dưới, khẩn trương nhìn về phía hàn lập. Vẻ mặt âm thừa toàn cũng nhịn không được mà thay đổi, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, liễu kỳ lão tổ thì ánh mắt ngưng lại, thần sắc trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhiều hơn là vui mừng. Chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, ngân diễm hỏa điều trực tiếp đụng vào lồng ngực của âm quát, từ đó phát ra hỏa diễm màu bạc dữ dội, trong nháy mắt bao phủ cả người lão vào. Không có khả năng, đây là cái gì vậy? Âm thanh âm quát hoảng sợ từ trong ngọn lửa truyền ra. Sát lôi trên người lão không ngừng bùng nổ, nhưng thủy chung không thể nào thoát khỏi ngọn lửa màu bạc kia. Mà không hiểu vì sao ngọn lửa màu bạc kia lại giống như lôi điện trong tẩy sát chỉ vậy, cũng có lực lượng khắc chế cực mạnh đối với lão, với tác dụng mạnh mẽ của hỏa diễm, chỉ sợ đã gần bằng lôi điện khủng bố trong lôi trì màu vàng rồi. Âm quát làm sao biết được, bây giờ tinh viêm hỏa điểu đã nuốt chừng cả ba viên thất thải hỏa đan xa, sức mạnh ngọn lửa trên người nó sớm đã đạt tới cảnh giới thái ất rồi, nếu không phải bị hàn lập cưỡng ép tỉnh lại, thì nó đã luyện hóa hoàn toàn, đến lúc đó sức mạnh hỏa diễm chỉ ít cũng đạt đến thái ất cảnh hậu kỳ. Huống hồ tinh viêm hỏa điểu vốn khắc chế sát khí, lại bộc phát từ trong người lão, tự nhiên là làm ít không to. Thấy như vậy, hiển nhiên Thạch Xuyên không cùng Hồ Tam vui mừng vô cùng, còn vẻ mặt phân hồn âm thừa toàn giữa không chung thì trầm xuống, liếu kỳ lão tổ thì nhìn thật sâu về phía hàn lập chốc lát, khóe miệng khẽ nhăn một cái. Theo ngọn hỏa diễm bốc lên dữ dội, mặc dù âm quát giấy ruộng không thôi, nhưng lão lại không làm được gì cả. Lúc này, một đạo màu đen bất ngờ từ trong ngọn lửa bay ra, từ đó hiện ra một tiểu nhân màu đen cao 4 năm tấc, cả người phát ra sát khí nồng đậm, Quanh người chợt lóe lên lôi điện, trong nháy mắt liền từ trong hư không biến mất không thấy đâu. Đám người Hàn Lập muốn ngăn cản, nhưng căn bản không kịp, chỉ có thể bỏ mặc nó rời đi. Một tiếng phanh vang lên, thân thể âm quát liền rớt xuống đất, ngã bổ nhào về phía trước, hoàn toàn biến thành một bộ thi thể cháy khét. Hàn Lập từ trên lưng tinh viêm hỏa điều nhảy xuống, đưa tay khẽ vẫy, triệu hồi những chuôi thanh trúc phong vân kiếm rơi khắp nơi, thu vào trong cơ thể. Nhưng hắn phát hiện chín chuôi phi kiếm đều hơi hơi rung động dữ dội tựa như không muốn trở lại. Hắn hơi chần chờ, liền lấy tâm thần liên hệ cảm ứng một chút, thần sắc trong mắt lóe lên một tia trần chờ, tiếp đó hắn lại vẫy tay một cái, những phi kiếm kia mới lưu luyến không rời bay trở lại vào trong cơ thể hắn. Sau đó hắn lại tiện tay vẫy một cái, hút lấy thanh thiên hồ hóa huyết đao vào trong tay, rồi đi tới trước thi thể âm quát. Sau khi tra xét một phen, hắn phát hiện bên người lão có treo một khối cốt bài màu trắng, liền tiện tay lấy xuống, thu vào, còn tinh viêm hỏa điều thì lại một lần nữa hóa thành bộ dáng ngân diễm tiểu, đáp xuống đầu vai hàn lập, nhưng nó vẫn còn có vẻ buồn ngủ như trước. Chủ nhân, người có sao không? Đề hồn đi tới gần bên người hàn lập, vội hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ là bị sát lôi đốt bị thương mà thôi, còn tạng phủ trong cơ thể thì có chút chấn động. Người thì sao, thương thế như thế nào rồi? Hàn lập lắc đầu nói ra. Sư, tựa hồ lão muốn lợi dụng thần thông của ta, cho nên không có hạ sát thủ với ta, thương thế cũng không nặng lắm đề hồn đắng chát nói ra lệ huynh ngay bây giờ không phải lúc để chúng ta thư giãn lão tổ bên kia còn cần chúng ta hỗ trợ nữa hồ tam bước nhanh về phía trước mặt mũi vô cùng lo lắng mở miệng kêu lên hàn lập rời mắt nhìn qua chỉ thấy không có đề hồn hỗ trợ tình cảnh tạm thời áp chế trước đó liền lập tức sinh ra chuyển biến rõ ràng là phân hồn âm thừa toàn đã chiếm cứ thượng phong chủ nhân ta đi hỗ trợ đề hồn thấy vậy nói ra đừng vội liếu kỳ lão tổ còn có thể chống đỡ trong thời gian ngắn Hiện giờ chúng ta tranh thủ thời gian khôi phục thương thế rồi bổ sung tiên linh lực, sau đó cùng chặt đứt sợi xiềng xích thứ ba, đến lúc đó thực lực của Liễu Kỳ tiền bối nhất định sẽ tăng mạnh lên, đến lúc đó không cần chúng ta hỗ trợ, tiền bối chắc chắn là có thể đánh lui âm thừa toàn. Hàn Lập khoát tay nói ra, bốn sợi xiềng xích, sợi trước mạnh hơn sợi sau, Lệ Huynh thật sự nắm chắc chặt đứt không? Hồ Tam nghe vậy, vẻ lo lắng trong mắt không giảm, hỏi. Yên tâm đi, ngay khi trải qua lôi trì màu bạc tẩy luyện, ta đã nắm chắc bảy thành rồi, có thể một kích chặt đứt sợi xiềng xích màu bạc kia. Chẳng qua điều kiện trước mắt là chúng ta phải tận lực bổ sung một ít tiên linh lực đã. Sắc mặt Hàn Lập không thay đổi, nói ra, vậy thì nghe theo lệ đạo hữu A, à. Thạch Xuyên không mở miệng nói ra. Sau khi Hồ Tam nghe vậy, cũng không nói gì nữa, mấy người dối rít khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhanh chóng điều tức. Ở chỗ khác, hội trường đọa hồ khu, âm thừa toàn rời đi được nửa đường thì lại quay về hội trường. Sau khi lão ngồi xuống, sắc mặt vẫn như thường nhưng thần sắc sâu trong mắt thì lại dao động không ngừng lộ ra tâm sự nặng nề không khí trong hội trường vẫn như cũ không có gì khởi sắc hơn nữa lại có mấy phần ngượng gạo âm vực chủ hội nghị trao đổi đến tận lúc này nếu mà còn rằng coi như vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa hãy mau chóng biểu quyết đi hoàng phù ngọc nhíu mày mở miệng nói ra dường như âm thừa toàn không có nghe rõ chỉ thấy lão xoay xoay chiếc nhẫn màu xám trên tay trái như lâm vào trầm tư vậy âm vực chủ lời của Hoàng Phủ Cung Chủ rất có lý. Đến giờ phút này, tất cả đề tài tranh luận trao đổi đã thảo luận xong hết rồi, không bằng bắt đầu biểu quyết đi. Âm thanh tiêu bất giả tăng lên mấy phần, cũng mở miệng nói ra. Ngay khi tiêu bất giả vừa nhắc nhở, thì âm thừa toàn giống như giật mình liền lấy lại tinh thần, trên mặt cố nở nụ cười, mở miệng nói ra, hai vị an tâm chớ vội, dựa theo chương trình đại hội thảo luận, vẫn còn chưa tới thời gian biểu quyết, hai vị không ngại chờ một chút. Lão vừa dứt lời, bàn tay phải đang xoay xoay chiếc nhẫn màu xám tựa như bị điện giật vậy bất ngờ rụt lại lồng vào trong tay áo sâu trong mắt của lão hiện ra thần sắc kinh ngạc khó có thể tin lão liền cúi đầu nhìn vào chiếc nhẫn mang trên tay trái trong tay áo thình lình phát hiện đạo hào quang hoàng văn màu bạc run lên mãnh liệt âm thừa toàn che giấu từng động tác vô cùng tốt nhưng vẫn không thể thoát được chú ý của hoàng phủ ngọc trong lòng tiêu bất giả cũng kinh nghi không thôi gã vốn cảnh giác vạn phần với hội minh lần này đã sớm phòng bị những việc mà cửu u tộc làm mở ám sau lưng. Nhưng từ lúc hội nghị đến giờ, ngoài trừ xuất hiện dị trạng bên ngoài ra, thì cũng không có bất kỳ biến cố nào phát sinh nữa. Trái lại dáng vẻ tâm thần không tập trung của âm thừa toàn, giống như là cửu u tộc đã gặp không ít phiền toái. Bàn tay trong tay áo âm thừa toàn khẽ nắm chặt, lão đang định đứng dậy, thì sắc mặt không khỏi thay đổi lần nữa. Vẻ khiếp sợ lúc này của lão hơn xa so với lần trước đến mức lão quên cả che giấu thần sắc biến đổi của mình. Làm sao vậy? Âm vực chủ, chẳng lẽ tẩy hồn khu bên đó xảy ra biến cố gì à? Nếu người quý tộc của âm vực chủ xử lý không được, thì không ngại dẫn các vực chủ ở đây cùng đi, tiện thể giúp người vượt qua khó khăn đó, cũng vừa đúng lúc có thể đoàn kết bộ tộc các vực à. Trong lòng Hoàng Phủ Ngọc khẽ động, vừa cười vừa nói. Trong tu la thành của cửu u tộc ta, nếu mà không giải quyết được, thì chẳng phải là để chư vị chê cười sao? Chỉ là ta đang suy nghĩ lời đề nghị trước đó của Hoàng Phủ Đạo hữu mà thôi vẻ mặt âm thừa toàn khôi phục lại bình thường mở miệng nói ra sao tam các người cải thám tử trong tu la thành đã tìm được tin tức gì chưa tin tức truyền về không khác nhau lắm chỉ nói là trong tẩy hồn khu xảy ra biến cố rất lớn tất cả thát minh khu bách tàng khu khổ hà khu đều đã mở ra cấm chế phong thành tu sĩ đại la âm lâm trấn giữ khổ hồn khu cũng đã chạy tới tẩy hồn khu mà động tĩnh khu bên kia tựa hồ càng lúc càng lớn sắc mặt sao tam không thay đổi truyền âm trả lời trách không được tên âm thừa toàn này có ý thay đổi xem ra lão đã sốt ruột rồi hoàng phủ ngọc cười truyền âm nói thế nào âm vực chủ muốn tiếp nhận lời đề nghị của hoàng phủ vực chủ ngay lúc này liền biểu quyết sao lông mày tiêu bất dạ nhíu lại hỏi quá trình đại hội diễn ra chưa xong ý kiến các bên cũng chưa có thống nhất ta cảm thấy hiện giờ chưa phải lúc thích hợp để biểu quyết không bằng chúng ta tạm thời gác tranh luận lại trước tiên hãy chọn ra ngày lành tháng tốt rồi lại thương thảo tiếp, dù sao việc này có quan hệ đến con đường phát triển cả hôi giới sau này, không nên nóng vội. Âm thừa toàn vừa cười vừa nói, lão vừa nói xong, Hoàng Phủ Ngọc còn chưa lên tiếng, thì tiêu bất giả đã hô to không ổn. Âm vực chủ, tu la thành của ngươi cũng không phải nơi phong cảnh hữu tình gì, chưa nói đến là chúng ta đã đi một chuyến xa từ ngàn dặm, không dễ chút nào, dù sao có thể tập trung nhiều vực chủ tộc vực cùng một chỗ, cũng hao phí không hề nhỏ. Hơn nữa, điều đó còn làm uy tín của tam đại vực chúng ta giảm đi rất nhiều. Tiêu bất dạ liên tục khoát tay, nói ra, tiêu vực chủ quá lo lắng, lần thương thảo tiếp theo, làm sao lại để cửu u vực chúng ta làm chủ nữa. Tất nhiên là chúng ta sẽ dẫn người đi đến hát thẳng vực các ngươi tham dự. Âm thừa toàn tránh nặng tìm nhẹ, mở miệng nói ra. Âm vựa chủ, làm sao phải hao tâm tổn sức như vậy, chúng ta cũng không cần vội vàng làm gì, chỉ cần chúng ta có thể thương thảo ra chuyện làm đại đa số mọi người đều thuyết phục để nghị quyết, chờ lâu thêm mấy ngày nữa cũng không sao cả. Đột nhiên thái độ Hoàng Phủ Ngọc thay đổi, mở miệng nói ra. Âm thừa toàn nghe vậy, lông mày lơ đáng chấp chấp, vẻ mặt không vui lóe lên một cái rồi biến mất, rồi đảo mắt nhìn về phía tiêu bất giả. Tiêu vực chủ, người thấy thế nào? Lão mở miệng hỏi, tiêu bất giả phát hiện thái độ hai người xoay chuyển 180 độ, gã cũng đã cảm thấy hiểu ra tình hình trước mắt. Chuyện này, lời nói hai vị đều có lý chẳng qua hôi giới chúng ta chia ba đã lâu về chuyện tiên giới đến nay vẫn không có kết luận gì điều này làm cho lòng người các vực trở nên lo lắng cuối cùng cũng không phải là chuyện tốt gì ta lo lắng tiếp tục trì hoãn nữa chỉ sợ làm cho mâu thuẫn càng lúc càng lớn đến lúc đó muốn lấp đầy cũng khó mà làm được cho nên vì vậy chúng ta hãy mau chóng quyết định cũng đừng có chọn ngày khác nữa tiêu bất dạ ra vẻ suy nghĩ sâu xa trầm ngâm chốc lát rồi lấy lý do thoái thác sớm đã nghĩ kỹ nói ra chương 769, gác lại tranh luận, tiêu vực chủ, vệ ý tưởng luân hồi vực, cửu u vực ta thật khó có thể gật bừa, phản kháng xâm lấn tiên giới, cửu u vực chúng ta tự nhiên anh dũng phản đối đầu tiên, muốn đả thông thông đạo lưỡng giới, chủ động tiến công tiên giới, chúng ta không thể nào đồng ý. Không nói đến việc mở ra và duy trì thông đạo phải bỏ ra đại giới, nếu lại làm linh khí tiên giới chảy ngược lại, chẳng phải là một điều tai họa sao. Âm thừa toàn mở miệng nói ra, chuyện này thì âm vực chủ cứ yên tâm, về thông đạo thì Luân hồi vực chúng ta đã sớm có phương án hoàn mỹ, chẳng qua là thời cơ còn chưa chín muồi để nói thôi. Nếu âm vực chủ nguyện ý theo chủ trương Luân hồi vực, chúng ta sẽ nói rõ phương này án này, đến lúc đó cũng sẽ không còn nhiều điều nghi kỵ nữa. Sắc mặt Hoàng phủ Ngọc ngưng lại, nói ra, nếu như Hoàng phủ vực chủ đã có các phương án hoàn mỹ, sao hiện tại không nói ra đi, sau khi ta cùng với Tiêu vực chủ xem xét, sẽ bỏ qua rất nhiều nghi kỵ, cũng yên lòng theo Luân hồi vực các ngươi. Âm thừa toàn cười lạnh một tiếng, nói ra, chuyện mở ra thông đạo lưỡng giới cũng là chuyện bí mật của luân hồi vực chúng ta, để phòng tai vách mạch rừng, bên trong chúng ta cũng không có nhiều người biết. Vì vậy, lúc tam vực chưa đồng lòng, chúng ta tự nhiên không thể tiết lộ nửa điểm tin tức. Hoàng Phù Ngọc thản nhiên nói, hai vị nếu cứ tranh luận như vậy tiếp, chỉ sợ cả trăm năm nữa cũng không có kết quả. Tiêu mẫu thiết nghĩ, việc cấp bách của hôi giới chúng ta hẳn là tiêu trừ việc chia rẽ để chỉnh hợp cùng một chỗ, còn chuyện đối phó tiên giới như thế nào thì có thể tạm hoãn một thời gian. Chúng ta trước có thể bàn thảo đại khái một chương trình hội nghị, chờ lần hội nghị tiếp theo lại thảo luận." Tiêu Bất Giả cười cười, nói ra, "Tiêu vực chủ nói có lý, ngược lại là có thể tiến hành như thế, không biết hoàng phủ vực chủ cảm thấy thế nào." Âm thừa toàn không do dự quá lâu, trực tiếp mở miệng nói ra. "Nếu như vậy cũng không phải là không thể, bất quá kết quả tam vực trên danh nghĩa là thống nhất, trên thực tế cũng không phải là chia rẽ." Sau khi Hoàng Phủ Ngọc nghe xong, nhíu mày, do dự một chút rồi nói ra. Lúc trước tất cả các vực có nhiều xung đột, mặc dù tử thương không quá lớn, nhưng dù sao cũng là bộ tộc hôi giới chúng ta, nói cho cùng cũng là tự hao tổn. Nếu cả ba phương cùng đồng ý, sẽ không thể công phạt nhau nữa, còn nếu không sẽ đưa tới hai phe khác cùng trinh phạt. Bởi vậy, ít nhất có thể tránh được hao tổn bên trong rồi. Tiêu Bất Dạ vừa cười vừa nói, tuy là như thế, nhưng kết minh cũng cần phải có minh chủ. Ta biết rõ nếu như ta làm người chủ sự, Hoàng Phủ Đạo Hiếu khẳng định không đáp ứng, đồng dạng, ta cũng sẽ không chắp tay đem vị trí này dậm tặng cho Luân Hồi Vực. Vì vậy theo ta thấy, hay là do tiêu vực chủ tạm thời làm đi. Sau này nếu muốn thay đổi, liền dựa vào kết quả thương thảo hội minh đi. Âm thừa toàn nói như thế, Hoàng Phủ Ngọc thấy cảnh này, trong lòng thở dài một tiếng, ngao cò tranh nhau, đúng là để cho tiêu bất dạ làm ngư ông đắc lợi. Bất quá dù vậy, ít nhất đổi lấy được hoàn cảnh tương đối ổn định, không còn bị cửu u vực quấy rối, luân hồi vực bọn gã cũng có thể thanh thản ổn định bố trí thêm. Huống hồ từ phản ứng của tất cả mọi người lần này, không ít bộ tộc trên thực tế đã đồng ý chủ trương của luân hồi vực. Kế tiếp luân hồi vực chỉ cần bố trí nhiều hơn nữa, cố ý lôi kéo các bộ tộc về hướng luân hồi vực, đợi đến lúc đại hội tổ chức lần sau, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như lần này. Đã như vậy, luân hồi vực chúng ta cũng không dị nghị, cứ làm như thế đi. Hoàng Phù Ngọc gật đầu nhẹ, nói ra lọt vào mắt xanh của nhị vị tiêu mỗ liền xấu hổ phải nhận lời rồi đợi đến lúc sau này hội minh có kết quả ta lại thối vị nhượng trước a à. đối với kết quả ba bên cân nhắc lần này tiêu bất giả cũng không chối từ cười đồng ý nói là hội minh trăm vực nếu như tạm thời không cần biểu quyết tất cả các vực cũng không cần tham dự quá nhiều ba người đứng đầu ở hội minh này quyết định xong liền tiến hành như vậy vậy kế tiếp chúng ta liền định thời gian tổ chức hội minh lần sau đi âm thừa toàn cũng một lời nói tiếp không lâu sau, đại hội thương thảo kết thúc, các tộc hai vực luân hồi cùng hắc thẳng bắt đầu lần lượt ly khai đọa hồ khu, đến vị trí cửa tu la thành, trùng trùng điệp, điệp điệp đi ra ngoài. Chính giữa đội ngũ thật dài, xa giá tam miêu tộc trông rất tầm thường, bên trong kiệu có mái che là miêu tú cùng phụ thân miêu cốc ngồi đối diện nhau. Phụ thân, động tĩnh trong tu la thành lúc trước, người nói có phải là do ba người kia gây ra không? Miêu tú đột nhiên nhìn về phía phụ thân, nhỏ giọng hỏi. Thanh âm của nàng vừa vang lên, miêu cốc liền làm một động tác chớ có lên tiếng tiếp theo truyền âm nói bất kể là có quan hệ hay không sự tình ba người bọn họ về sau chớ nhắc đến chúng ta chưa bao giờ thấy ba người này cũng không biết có ba người này tồn tại hiểu chưa miêu tú nghe vậy im lặng gật đầu nhẹ không nói gì nữa xoay người qua kéo tấm rèm thùng xe ở cửa sổ lên nhìn ra ngoài phía xa mà chỗ cuối cùng đoàn xe một tòa bảo xa cự đại hình bát giác phía bên ngoài có rào chắn đứng đấy một nữ tử quần trắng có làn da trắng nón đúng là giao tam hai tay nàng khẽ vịn lan can nhìn về phía tẩy hồn khu ở tu la nội thành sắc mặt có chút cổ quái cửu chân sao vậy còn có gì lo lắng hả lúc này hoàng phủ ngọc từ bên trong xa giá đi ra mở miệng hỏi hoàng phủ thúc thúc lần này hội minh từ đầu đến cuối đều có vẻ cổ quái người nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì lại làm cho thái độ cửu u tộc phát sinh biến hóa lớn như vậy đôi mi thanh tú của giao tam nhíu lại hỏi cái này ta cũng không rõ lắm tóm lại khẳng định không phải là sắp xếp của chúng ta nhưng bất luận thế nào những biến cố kia lại tạo thành kết quả tốt cho chúng ta hoàng phù ngọc vừa cười vừa nói vâng vốn còn tưởng rằng là trận hồng môn yến vì vậy trước đó chúng ta đã chuẩn bị đủ loại phương án cuối cùng lại không có gì giao tam cũng nở nụ cười nhẹ nhõm nói trong cấm địa tẩy sát trì cự hồ sám trắng ngang nhiên đứng ở không trung hơi thở dốc cách không xa phía trước cự hồ đứng đấy một thân ảnh trong suốt đúng là phân hồn âm thừa toàn ngay ngược gã thình lình bị xuyên thủng một cái động lớn hầu như một phân thành hai hai mắt đã không còn thần thái biến thành màu u ám cự hồ sám trắng hừ một tiếng hóa thành một đạo hào quang sám trắng bay vụt xuống chui vào mi tâm liếu kỳ lão tổ cự hồ mang theo sóng khí lưu động đảo qua người âm thừa toàn thân thể tàn phế này lập tức tan vỡ hóa thành từng điểm tinh quang phiêu tán biến mất trong hư không mà bên cạnh liếu kỳ lão tổ lúc này sắc mặt đề hồn trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Hai tay nàng bấm niệm pháp quyết, cánh tay cũng có chút run rẩy. Bốn kiện nhạc khí quanh người Liễu Kỳ lão tổ một lần nữa hóa thành bốn đoàn tinh quang màu đen, bay vụt về, dung nhập vào trong cơ thể nàng. Làm xong hết thảy, rốt cuộc đề hồn không kiên trì nổi, thân thể rơi ngược xuống đất. Vào thời khắc này, một đạo ánh sáng màu xanh bay vụt đến, nâng thân thể đề hồn lên, thân ảnh Hàn Lập xuất hiện bên cạnh đề hồn, hắn chợt trao mày. Chủ nhân, ta không sao, là do thi triển minh hồn khúc quá lâu, lực lượng thần hồn bị tiêu hao quá lớn. Đề hồn miễn cưỡng cười cười, mở miệng nói ra, bất quá hàn lập nghe xong, lông mày cũng không buông lỏng. Tình huống của đề hồn bây giờ cực hỏng bét, trên mặt không còn một tiêu huyết sắc, hầu như có cảm giác trong suốt, khí thức rơi xuống mức trước đó chưa từng xảy ra. Hơn nữa hiện tại nàng đã ngừng thi thuật, nhưng khí thức vẫn như cũ đang không ngừng suy sụp, lại còn không có xu thế đình trệ. Hàn lập vung tay lên, một viên đan dược màu đen từ trong tay hắn bắn ra bay vào trong miệng đề hồn đồng thời tay hắn bấm niệm pháp quyết từng đạo pháp quyết chui vào trong cơ thể đề hồn trợ giúp nàng luyện hóa dược lực thời gian dần qua trên thân thể đề hồn nổi lên đạo đạo tinh quang màu đen nhưng cũng không có hiệu quả gì hàn lập thấy tình hình này thần tình có chút khó coi tình huống đề hồn như vậy nhất thời hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào đúng lúc này liếu kỳ lão tổ ngay chỗ hai sợi lôi xích quay đầu nhìn lại chỗ nghi tâm lóe lên hào quang một cỗ gợn sòng óng ánh bắn ra, chui vào trong cơ thể đề hồn. Trên thân đề hồn lập tức hiện ra một tầng tinh quang, nhanh chóng chấp động. Sắc mặt nàng vốn trắng bệch lập tức dễ nhìn không ít, nổi lên một tiêu huyết sắc, khí tức trên thân cũng lập tức ổn định lại, không suy sụp nữa. Đề hồn thở ra một hơi, khoanh chân ngồi xuống, trên gương mặt tinh xảo nổi lên hắc quang nhẹ nhẹ, rất nhanh bao phủ khuôn mặt vào bên trong. Dưới hắc quang lượn lờ kia, thân thể cũng những bộ vị khác cũng hiện ra đạo đạo hắc quang, khí tức bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Hàn lập cảm ứng được tình huống của đề hồn, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhiều hơn vài phần kính sợ đối với liễu kỳ lão tổ. Thủ đoạn của tồn tại đạo tổ, quả nhiên không phải nửa bước thái ất như hắn có thể so sánh. Chúc mừng lão tổ đánh chết cường địch, thần uy cái thế. Hồ Tam bay đến bên cạnh liễu kỳ lão tổ, hưng phấn nói. Bây giờ không phải thời điểm cao hứng, chỉ sợ bản thể âm thừa toàn đang chạy tới đây. Lệ tiểu tử, bây giờ ngươi đã vượt qua sát suy, thành tựu thái ất ngọc tiên thể, những thứ lôi điện trong tẩy sát chỉ này đối với ngươi đã không coi vào đâu. Ngươi nhanh tiến vào lôi chỉ màu vàng cuối cùng, nhiễm bản nguyên trong lôi chỉ đó, sau đó chém đứt sợi lôi ngao chi liên cuối cùng này. Liễu kỳ lão tổ khiển trách hồ tam một câu, sau đó quay đầu nói gấp với Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy đuôi lông mày khẽ động, nhìn về phía lôi chỉ màu vàng. Chỉ thấy trong lôi chỉ cuồn cuộn hồ quang điện màu vàng những thứ hồ quang điện này hết sức nhỏ giống như từng đám cây lôi ti những cây lôi ti màu vàng này cực kỳ sáng bóng cơ hồ khiến người khó có thể nhìn thẳng chúng đan vào nhau thỉnh thoảng ngưng tụ thành các loại hình thái lôi cầu lôi vòng lôi sơn thoạt nhìn huyền diệu vô cùng đáng sợ hơn chính là mỗi một sợi lôi ti màu vàng đều tản mát ra chấn động lôi điện pháp tắc mãnh liệt phát ra thanh âm xì xì làm cho người ta hãi hùng khiếp vía khiến cho hư không phụ cận rung động lắc lư không thôi hàn lập nhíu mày Uy ừ thế lôi trì màu vàng lớn hơn rất nhiều so với lôi trì màu bạc, tuy hiện tại hầu như hắn đã thành tựu thái ất ngọc tiên thể, nhưng cũng không nắm chắc có thể kháng trụ. Bất quá chính như liếu kỳ lão tổ nói, thần niệm phân thân âm thừa toàn bị diệt, không có khả năng lão không phản ứng chút nào, địch nhân không biết lúc nào sẽ tới, bất luận thế nào cũng phải giúp liếu kỳ lão tổ mau chóng thoát khốn, mới có cơ hội đào thoát. Lệ đạo hiếu, lực lượng lôi điện trong lôi trì màu vàng này hầu như đã đạt đến thông linh, ngươi. Thạch Xuyên không một mực đứng ở bên cạnh không nói gì, lúc này mở miệng nói ra, đang nói lại thôi. Thạch Đạo Hữu yên tâm, tiền bối, vậy nhờ cậy rồi. Hàn Lập nói xong, thân hình nhoáng một cái không chút do dự tung người nhảy xuống lôi trì màu vàng. chương 770 tiến hóa, lúc này Hàn Lập mới tiến vào kim sắc lôi trì, nước trong lôi trì vốn cuồn cuộn không thôi lập tức giống như sóng to gió lớn bắt đầu chuyển động kịch liệt, tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, mảng lớn kim sắc điện xà ngưng kết thành từng đoàn kim sắc lôi đoàn, điên cuồng vọt tới phô thiên cái địa, nhìn như muốn đuổi theo chém giết Hàn Lập thành cặn bã. Hàn Lập tự nhiên không ngồi chờ chết, lúc vừa tiến vào lôi trì, trong khoảnh khắc thân hình cất cao hơn phân nửa, cánh tay và đùi cũng thình lình thô to hơn mấy vòng so với trước, quanh thân càng hiện ra từng mảnh lân phiến. Nhưng ngay sau đó, thân hình hắn liền bị kim sắc lôi quang bao phủ vào trong. Chỉ một thoáng, kim quang trói mắt chiếu rọi cả tòa mật thất giống như mặt trời rực rỡ lóng lánh, làm cho người không dám nhìn thẳng. Liễu kỳ lão tổ thấy cảnh này, hai con người chấp lên, lập tức nhanh chóng tụng đọc chú ngữ, một cái đuôi hồ vừa thô vừa to quấn lấy kim sắc xiềng xích, kéo mãnh liệt một cái. Quang mang trên kim sắc xiềng xích bỗng nhiên sáng ngời, từng đạo kim sắc hồ quang điện hiển hiện phóng tới, hơn phân nửa kim sắc hồ quang điện trong lôi trì lập tức hội tụ đến xiềng xích bên cạnh lão, làm giảm bớt áp lực cho Hàn Lập. Cùng lúc đó, lão há miệng phun ra một đoàn quang mang xám trắng hình đám mây. Quang mang xám trắng vừa rời khỏi miệng liếu Kỳ lão tổ lập tức bạo liệt ra, hóa thành hơn 10 đạo quang mang xám trắng bắn tới bốn phương tám hướng, nhau nhau sáp nhập vào các nơi trong đại sảnh. Trên mặt đất chính là trận văn của pháp trận cực lớn kia, nó nhanh chóng bị nhuộm thành màu xám trắng, hơn nữa từng đạo đường vân giống như con run từ trong pháp trận nhanh chóng lan tràn khuếch tán ra. Lối vào trên cửa đá bị những con run trận văn này bỏ đầy, một tiếng ẩm vang, trực tiếp đóng lại. Con run trận văn tiếp tục lan tràn, trong nháy mắt trải rộng ra tất cả các nơi hẻo lánh trong đại sảnh. Quang mang sám trắng nhẹ nhẹ từ những con run trận văn này tán phát ra, bao phủ toàn bộ đại sảnh, liên hệ giữa đại sảnh cùng thế giới bên ngoài bỗng nhiên bị chặt đứt, nơi đây biến thành một cái không gian độc lập, tu di phân giới. Ánh mắt thạch xuyên không chấp lên. Bí thuật liếu kỳ lão tổ thi triển chính là một loại bí pháp không gian, triệt để cá đứt liên hệ giữa một nơi cùng ngoại giới, kéo vào bên trong không gian riêng. Ngoại nhân muốn đi vào nơi này, chỉ có cách đánh tan mở ra một đường vào không gian này, đó là thần thông cực kỳ cao minh. Thạch Xuyên không nhìn Liễu Kỳ lão tổ thật sâu, thân hình nhoáng một cái bay vút đến bên cạnh ngân sắc lôi trì. Thạch Huynh, người muốn làm gì? Hồ Tam nhìn thấy cảnh này, vội vàng bay tới hỏi. Sát khí trong cơ thể ta vẫn chưa tẩy sạch, ta tự nhiên muốn xuống dưới tiếp tục tẩy sát. Thạch Xuyên không nhìn Hồ Tam cười hắc hắc, nói như thế. Uy lực ngân sắc lôi trì này, người vừa rồi cũng đã nhìn thấy, lệ đạo Hữu cũng là cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng thông qua, người lại muốn lấy thân phạm hiểm, hay là chờ lão tổ triệt để thoát khốn rồi hãng tính sau hồ tam nhíu mày khuyên hiện tại tình huống nơi này thay đổi trong chớp mắt kẻ thù bên ngoài tùy thời đều xuất hiện lúc đó muốn xuống cũng không thể xuống được hồ huynh đa tạ sự quan tâm của ngươi bất quá hôm nay dù chết trong đó ta cũng nhất định phải tiến vào lôi trì này trong mắt thạch xuyên không lộ ra vẻ kiên định vô cùng còn chưa dứt lời đã thả người nhảy vào trong ngân sắc lôi trì hồ tam há hốc miệng không nói gì nữa lắc đầu tiếp tục đưa mắt nhìn sang kim sắc lôi chỉ bên kia. Thời gian trôi qua, mảng lớn kim sắc lôi quang bên trong lôi chỉ bắt đầu ngưng tụ ra từng khỏa lôi châu cực đại, những lôi châu này lại phô thiên cái địa sông đến Hàn Lập. Mặc dù thân thể Hàn Lập đã đạt đến thái ất ngọc tiên, trình độ thân thể bền bỉ lần nữa tăng nhiều, nhưng cũng có chút không chịu nổi. Dưới âm thanh hồ quang điện nổ đi đùng, làn da trên người hắn trong nháy mắt biến thành màu huyết hồng, máu tươi chảy đầm đìa toàn thân, vô số miệng vết thương hiển hiện, nhưng lập tức khép nhanh lại lấy mắt thường có thể thấy được. Hai mắt hàn lập nhắm nghiền, ở trong kim sắc lôi trì vẫn không nhúc nhích, nhưng chán nổi lên gân xanh, cơ bắp toàn thân nhúc nhích, hiển nhiên đang chịu đựng một loại đau đớn không cách nào nói rõ, nhưng đồng thời hắn cũng đã vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công bảo vệ lục phủ ngũ tạng. Trải qua ba lôi trì lúc trước, hắn đã thấy rõ không ít huyền bí trong những lôi trì này, càng tiếp xúc sâu trong lôi trì thì lôi điện chi lực càng tiếp xúc xâm nhập sâu vào, thân thể càng nhanh chóng nhiễm khí tức lôi trì hiện tại thời gian cấp bách hắn phải mau chóng nhiễm khí tức kim sắc lôi trì sau đó chém nước kim sắc xiềng xích kia không bao lâu kim sắc hồ quang điện phá vỡ làn da phòng ngự của hắn lập tức xâm nhập vào trong cơ thể những nơi đi qua kinh mạch huyết nhục đều bị nó gây thương tích vỡ ra bên trong hồ quang điện ẩn chứa lôi điện pháp tắc chi lực cũng xâm nhập thân thể của hắn nhanh chóng lan tràn ra hàn lập cảm thấy toàn thân tê dại một trận thân thể vậy mà không cách nào nhúc nhích mảy may vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể cũng mất đi khống chế. Xảy ra đột biến, trong lòng của hắn kinh sợ, hắn không cách nào nhúc nhích được, cũng không cách nào vận chuyển tiên linh lực, nên không thể rời khỏi lôi trì này được. Hắn phẫn nộ, chuyện trọng yếu như thế, vậy mà liễu kỳ lão tổ lại không nhắc nhở cho hắn biết. Liễu kỳ lão tổ bị giam cầm ở nơi đây vô số năm tháng, hàn lập không tin lão lại không biết tình huống trong kim sắc lôi trì này. Bất quá bây giờ không phải thời điểm oán trách lãi, hàn lập cũng bất chấp nhiễm khí thức lôi trì, kiệt lực điều động tiên linh lực trong cơ thể, ý đồ ngăn cản những lôi điện pháp tắc này. Chẳng qua những lôi điện pháp tắc này cường đại dị thường, từng lớp tiến dũng mãnh vào thân thể hắn, cảm giác thân thể của hắn tê liệt càng ngày càng nặng. Trong đầu Hàn Lập thình lình bị một cỗ lôi điện pháp tắc xâm nhập, quấn quanh trên thần hồn của hắn, thần thức vận chuyển cũng chỉ chạy theo. U hồn trùng bên trong thần hồn của hắn, sau khi âm quát chết vẫn một mực không nhúc nhích, dường như đã chết rồi. Lúc này bị cỗ lôi điện pháp tắc bao bọc, nó chợt giãy rủa kịch liệt, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết yếu ớt, dường như gặp thứ gì đó cực kỳ sợ hãi, thân hình ra sức giấy ruộ liều mạng chui vào phía trong thần hồn. Bất quá đã không kịp, lôi điện pháp tắc này đã bọc lại u hồn trùng, từng điểm phù văn kim sắc trên lôi điện pháp tắc tựa hồ bị u hồn trùng hấp dẫn, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể nó. Thân thể u hồn trùng lập tức biến lớn lên mãnh liệt, sau đó xoẹt một tiếng nhẹ vang lên, vỡ vụn ra, hóa thành một cỗ hắc khí phiêu tán. Thần hồn Hàn Lập chấn động kịch liệt một hồi, trước mắt tối sầm lại cỗ chấn động này cũng không mãnh liệt quá lâu dùng thần thức lực của hắn rất nhanh liền khôi phục lại u hồn trùng bên trong thần hồn chính là tâm bệnh của hắn tuy âm quát đã chết nên trùng này chưa hẳn có thể gây ra sóng gió gì nhưng cuối cùng cũng không phải chuyện tốt hiện tại đã biến mất làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra phiền muộn trong lòng cũng tiêu tán đi bất quá tâm tình tốt của hắn cũng không duy trì được lâu đại chu thiên tinh nguyên công vốn bảo vệ lục phủ ngũ tạng của hắn dưới sự ăn mòn của lôi điện pháp tác chi lực nhanh chóng tản đi, từng cỗ lôi điện chi lực vô cùng mạnh mẽ lập tức thừa cơ xâm nhập vào trong ngũ tạng của hắn. Hàn Lập kêu lên một tiếng buồn bực, khóe miệng tràn ra một vết máu, trong mắt hiện lên vẻ sắc lạnh, đang muốn liều lĩnh phá tan lôi điện pháp tắc trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm trong đan điền hắn chợt nhảy dựng lên, thân kiếm hiện ra từng đạo kim sắc hồ quang điện rất nhỏ. Những lôi điện xâm nhập vào trong đan điền hắn lập tức như trường kinh hấp thủy, bị 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm nuốt vào, Hàn Lập khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, bất quá lôi điện pháp tác trong đan điền biến mất, tiên linh lực mất đi khống chế lại trở về trong tay hắn. Hàn Lập đang muốn vận chuyển tiên linh lực trong đan điền, thì pháp ngăn cách lôi điện quanh người. Nhưng 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm trong đan điền lại sáng ngời, vậy mà vèo một tiếng, tự động từ trong đan điền hắn bay ra ngoài, lơ lửng bay múa chung quanh thân thể hắn. Thanh trúc phong vân kiếm bay múa xoay quanh người hắn, đồng thời cũng thôn vệ lôi điện pháp tắc trong lôi trì giống như lão nghiêu nóng nảy khát nước đang uống nước ửng ực mà chung quanh thân kiếm hiện ra từng điểm phù văn kim sắc lôi điện to cỡ hạt gạo tán phát ra trận trận chấn động lôi điện pháp tắc dẫn tới hư không phụ cận rung động lắc lư ông ông lôi điện pháp tắc trong cơ thể hàn lập nhanh chóng giảm bớt thân thể tê liệt cũng rất nhanh khôi phục lại nhìn một màn trước mắt này tiên linh lực ngừng vận chuyển sắc mặt hắn vui mừng càng đập mơ hồ còn có một tia kích động Thanh Trúc Phong Vân Kiếm chính là bản mệnh pháp bảo của hắn, liên hệ tâm thần song phương cực kỳ chặt chẽ. Lúc này Hàn Lập có thể cảm ứng được Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cắn nuốt lôi điện pháp tác trong lôi trì này đang phát sinh lột xác, cuối cùng bắt đầu tiến giai tiên khí. Bộ bản mệnh pháp bảo này ở trong Minh Hàn Tiên Phủ đã cắn nuốt rất nhiều kiếm nguyên, linh lực ẩn chứa tăng thêm mãnh liệt, hơn xa một ít tiên khí, uy lực một thanh phi kiếm cũng đủ để so sánh với đại đa số tiên khí. Chẳng qua uy lực Thanh Trúc Phong Vân Kiếm mặc dù lớn, nhưng lại không ẩn chứa pháp tắc chi lực, có chút không được hoàn mỹ, lúc tranh đấu cùng một ít nhập phẩm tiên khí khó tránh khỏi cảm giác thua trị kém em. Bất quá bây giờ xem ra, bộ phi kiếm này cuối cùng cũng muốn tiến ra tiên khí rồi. Hàn Lập kiềm chế hưng phấn trong lòng, lần nữa vận khởi đại chu thiên tinh nguyên công bảo vệ thân thể, nhẫn nại để kim sắc lôi điện chung quanh xâm nhập, đồng thời cẩn thận quan sát tình huống Thanh trúc phong vân kiếm. 72 chuôi Thanh trúc phong vân kiếm là bản mệnh pháp bảo của hắn nên không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Ồ, Hồ Tam phía trên lôi chỉ nhìn thấy tình huống Hàn Lập bên này, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Liễu Kỳ lão tổ cũng nhìn sang phía Hàn Lập bên này, ánh mắt chấp lên. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm nhanh chóng bay múa quanh Hàn Lập, phù văn lôi điện pháp tắc quanh thân kiếm nhanh chóng biến lớn, lúc này đã to bằng ngón cái, tản mát ra lôi điện pháp tắc cường đại gấp mấy lần. Hình thể phi kiếm cũng nhanh chóng biến lớn, đã hóa thành cửa kiếm màu xanh lớn mấy trượng, Giống như 72 đầu sa ngư đang vui sướng du động trong lôi trì, tiếp tục thôn phệ lôi điện pháp tắc trong lôi trì nhanh hơn, giống như một cái động không đáy. Hàn Lập thấy cảnh này, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Trong lòng hắn biết tiên khí ẩn chứa pháp tắc chi lực có liên quan cùng tài liệu luyện chế cùng linh lực ẩn chứa trong đó, cộng thêm giai đoạn trước ân cần săn sóc, nếu chất liệu quá kém, hoặc là thuộc tính không đồng nhất, tại thời điểm pháp tắc chi lực rót vào, rất có khả năng sẽ trực tiếp tan vỡ. Thanh trúc phong vân kiếm của hắn sử dụng tài liệu vốn không phải phàm vật, ẩn chứa linh lực cũng cực kỳ nồng đậm dày đặc, lúc trước lại bị Huyền Thiên Hồ Lô tinh luyện nhiều năm, về sau lại một mực ở trong cơ thể hắn dùng tiên linh lực ân cần săn sóc. Có trụ cột hùng hậu này, Thanh trúc phong vân kiếm có thể chứa nạp pháp tắc chi lực tự nhiên không ít. Trước kia hắn không có đem bộ phi kiếm này tấn cấp tiên khí, là vì tìm không thấy pháp tắc khổng lồ như thế, nên vẫn luôn một mực chậm chế, không ngờ ở chỗ này nhân họa đắc phúc, gặp được cơ duyên lớn như vậy chương 771, lửa xém lông mày. Hàn lập thấy thanh trúc phong vân kiếm không phát sinh vấn đề, một mực thôn vệ lôi trì pháp tắc chi lực trôi chảy, liền yên lòng, nhắm mắt cảm ứng tình huống trong cơ thể. Thanh trúc phong vân kiếm tiến giai tiên khí cố nhiên là việc vui, nhưng hiện tại quan trọng nhất với hắn vẫn là mau chóng để cho thân thể nhiễm khí tức lôi trì. Nghĩ đến đây, hắn nhắm hai mắt lại, trên người nổi lên quang mang kỳ lạ, ngưng tụ thành hư ảnh chân linh chân long, thanh loan, ngũ sắc khổng tước, sơn nhạc cử viên, lúc này những ngư ảnh chân linh này thoạt nhìn so với trước lại rõ ràng hơn nhiều hầu như ngưng tụ thành thực chất mỗi một loại đều tản mát ra khí thức chân linh huyết mạch cường đại thân thể hàn lập không ngừng biến hình phồng lên bất quá lúc này cường độ thân thể của hắn đã tăng nhiều ảnh hưởng của chân linh huyết mạch chi lực đối với hắn không còn nghiêm trọng như lúc trước nữa ngoại trừ những ngư ảnh chân linh này bên ngoài thân hắn còn hiện ra từng đạo quang mang kim sắc lôi điện chậm rãi sáng lên rất nhanh những kim sắc điện mang này cuối cùng đạt đến một mức cực hạn dung hợp lại với nhau hóa thành một vầng sáng kim sắc lôi điện chấp động không thôi, giống như mặc một bộ kim sắc hạ y. Sau một khắc, hai mắt Hàn Lập bỗng nhiên mở ra, sau đó thân hình hóa thành một đạo kim ảnh mút trời phóng lên. Nhưng mà kim sắc lôi điện bên trong lôi chỉ giống như ba lôi chỉ lúc trước lập tức đuổi sát theo, ngưng tụ thành một tấm lưới điện kim sắc cực lớn, quấn chặt lấy thân thể Hàn Lập. Lưới điện kim sắc này dày đặc dị thường, lại có vô số phủ văn lôi điện pháp tác bám vào phía trên, cực kỳ cứng cỏi thân thể của hắn vừa mới bay ra mấy trượng liền bị ngăn chặn lại, không cách nào tiến thêm một bước. Hàn lập nhướng mày, trên người lóe sáng kim quang, đang tính hành động. Vào thời khắc này, phía dưới lôi chỉ bỗng nhiên sóng cả mãnh liệt, sấm rền nổ mạnh u u, sau đó từng đạo kiếm khí màu xanh cực lớn từ trong bắn ra, hình thành một mảnh rừng núi kiếm. Phía trên mỗi đạo kiếm khí đều lượn lờ kim sắc hồ quang điện nhẹ nhẹ, càng có vô số phù văn lôi điện nhảy lên chung quanh, không theo một quy tắc nào thiết cắt ra chung quanh, những nơi đi qua hư không bị cắt ra từng vết nứt không gian. Lưới điện kim sắc phía trên lôi chỉ đứng mũi chịu sao, bị kiếm khí chém, lập tức như giấy dán, đơn giản bị cắt nát thành vô số khối, sau đó bạo liệt ra. Truy Hàn Lập cũng bị những kiếm khí này quét qua, bất quá những kiếm khí này đụng đến thân thể hắn lập tức như có linh tính tự động lách qua, không thương tổn đến hắn mảy may. Hồ Tam đứng ở bên cạnh kim sắc lôi chỉ biến sắc, thân hình lập tức bắn ngược ra sau, chấp động một cái đã thối lui đến trăm trượng bên ngoài tí tách từng giọt máu tươi từ trên cánh tay hồ tam rơi xuống trên cánh tay y thình lình hiện ra một vết thương rất sâu máu tươi phun ra ùn ùn y phóng lui mặc dù nhanh nhưng kiếm khí bộc phát quá mức đột ngột vẫn bị nó gây thương tích hừ hồ tam hừ nhẹ một tiếng vết thương trên cánh tay hiện ra điểm điểm lục quang giữa miệng vết thương chớp động rồi nhanh chóng khép lại biến mất y nhìn kiếm khí trong kim sắc lôi trì trong mắt hiện lên một tia sợ hãi cổ kiếm khí này lăng lệ ác liệt vô cùng Sợ là có thể chọc ra một lỗ thủng trên bầu trời, vừa rồi may mắn y đứng ở xa, lui cũng nhanh, nếu không lúc này đã bị cuốn vào trong đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi rồi. Liếu Kỳ lão tổ nhìn kiếm khí mãnh liệt trước mắt, gật đầu khẽ. Đúng lúc này, thân ảnh Hàn Lập từ trong kiếm khí bay ra, rơi vào bên cạnh Lôi Trì, lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào. Vết thương bên ngoài thân hắn cũng hiện ra đạo đạo lục quang, bao thân hình hắn vào trong đó, miệng vết thương nhanh chóng khôi phục, mấy hơi thở sau đã hồi phục xong mà kiếm khí bên trong lôi chỉ lúc này cũng nhanh chóng thu liếm, trong nháy mắt biến mất vô tung, hư không bên cạnh bị chảm phá cũng nhanh chóng lấp đầy, khôi phục nguyên dạng. Siêu siêu siêu, từng thanh phi kiếm từ trong lôi chỉ bay ra, đúng là thanh trúc phong vân kiếm. Lúc này thoạt nhìn thanh trúc phong vân kiếm đã thay đổi hình dáng, toàn thân kiếm xanh tươi ướt át, hầu như biến thành trong suốt. Thân kiếm xanh tươi như ngọc, hiện ra từng đường vân kim sắc hình dạng tia chớp. chung quanh thân kiếm quấn lấy từng đạo kim sắc hồ quang điện óng ánh to bằng ngón tay cái, trên thân kiếm tán loạn lập lòe, rung động xì xì, trong đó càng có từng điểm phù văn kim sắc lượn lờ, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Trong nháy mắt, 72 thanh phi kiếm từ trong lôi chỉ bắn ra, mỗi một chuôi phi kiếm đều tản mát ra dao động kiếm khí cường đại, so với trước cường đại gấp mấy lần, tuyệt không kém hơn vài món nhập phẩm tiên khí trên thân hàn lập. Thanh trúc phong vân kiếm hóa thành 72 đạo kim sắc lôi ảnh, nhanh chóng quay tròn quanh thân hàn lập vài vòng, sau đó liền chui vào trong đan điền của hắn, lặng lặng nằm ở trong đó. Hàn Lập cảm thụ được 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm trong đan điền ẩn chứa lực lượng bành trướng, nhịn không được khóe miệng hơi nhếch lên, không thể che hết nội tâm vui mừng. Lệ đạo hữu, chúc mừng ngươi, bất quá ngươi đã thành công lây nhiễm khí tức kim sắc lôi chỉ chưa? Hồ Tam bay tới, trước chắp tay chúc mừng một tiếng, sau đó lập tức hỏi. Y cũng là người có kiến thức rộng rãi, lập tức đoán được vừa rồi thanh trúc phong vân kiếm đã xảy ra biến hóa. Hồ Huynh yên tâm, nếu không thành công lây nhiễm khí tức lôi trì, ta cũng sẽ không đi ra đâu. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài thân hắn hiện lên vầng sáng kim sắc lôi điện. Liễu kỳ lão tổ thấy cảnh này, trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, trong đó thậm chí trộn lẫn vài phần kích động. Chủ nhân, đề hồn khoanh chân ngồi ở một bên nghe được thanh âm Hàn Lập, lập tức đứng dậy đi tới. Sắc mặt tái nhợt của nàng đã khôi phục không ít, khí tức trên người thình lình đã khôi phục hơn phân nửa, không biết thi triển bí thuật gì lại hồi phục nhanh như vậy. Hàn Lập gật đầu nhẹ với đề hồn, đang tính nói gì. Vào thời khắc này, từng tiếng rít gào từ bên trong ngân sắc lôi chỉ chuyển ra, sau đó thân ảnh Thạch Xuyên không từ trong bắn ra. Hàn Lập nhìn sang, sắc mặt khẽ biến, chỉ thấy lúc này thoạt nhìn Thạch Xuyên không chật vật không chịu nổi, thân thể cơ hồ bị cạo đi một tầng huyết nhục, trên bụng lộ ra từng đám xương sườn, huyết nhục trên hai cánh tay cơ hồ đều biến mất, lộ ra hai cánh tay xương trắng, toàn bộ cơ thể thoạt nhìn rút nhỏ đi một vòng. Bất quá mặc dù nhìn gã rất thê thảm, nhưng lúc này trên người đã hiện ra một tầng bạch ngọc tinh quang, hiển nhiên đã vượt qua sát suy. Vào thời khắc này, từng đạo ngân sắc điện hồ từ trong lôi chỉ bay tán loạn đến, lập tức quấn chặt lấy thân thể thạch xuyên không. Sắc mặt gã trầm xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết phung lên, bên hông hiện ra một đoàn ngân quang chói mắt, đúng là ngân sắc tỷ bà kia. Ngón tay úp thạch xuyên không khẽ gảy, lập tức ô, ô, n, g một tiếng, từng vòng sóng âm ngân sắc cuồng quyển phóng tới những ngân sắc điện hồ quấn quanh trên người gã đụng đến những sóng âm này, vậy mà nổ vang từng trận, sau đó lập tức tán loạn ra. Gã thừa cơ bắn ra, thân hình nhoáng một cái đã rơi vào bờ bên cạnh lôi trì, miệng lớn thở dốc, hầu như không đứng vững được, vội vàng lật tay lấy ra mấy viên thuốc ăn vào. Thạch xuyên không bị thương tuy nặng, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ vui mừng. Bất luận thế nào, cuối cùng gã cũng đã vượt qua sát suy, vượt qua cửa khẩu khó khăn này rồi. Trên người gã nổi lên các sắc quang mang màu đỏ thấm lục những miệng vết thương trên người nhanh chóng giải ra huyết nhục mới, thân thể rất nhanh liền khôi phục đại khái. Thạch huynh, chúc mừng ngươi vượt qua sát suy, chuyến đi này xem như không tệ rồi. Hồ Tam chắp tay cười nói, nhờ cắt ngôn của ngươi, may mắn may mắn. Thạch xuyên không cười hạc hạc nói, những lời này chờ chúng ta triệt để thoát khốn rồi hãy nói cũng không muộn. Hiện tại nhanh giúp ta chém đứt kim sắc xiềng xích, ta cảm ứng được có người đang nhanh chóng tới nơi này, nhanh thanh âm cực kỳ nghiêm trọng của liễu kỳ lão tổ đột nhiên truyền đến. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, không dám chỉ hoãn nữa, lập tức bắt đầu động thủ. Trong tay hàn lập hiện lên quang mang đỏ sập, thiên hồ hóa huyết đao xuất hiện trong tay. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt hóa huyết đao, trên người đại phóng kim quang, tiên linh lực trong cơ thể tuôn ra rót vào trong đao. Thân ảnh bọn hồ tam nhoáng một cái, lập tức xuất hiện sau lưng hàn lập, đưa tay đẩy vào hư không, tiên linh lực trong cơ thể dâng lên phóng ra, rót vào trong cơ thể Hàn Lập. Bên cạnh Hàn Lập lóe lên kim sắc lôi quang, thân hình giải đạo nhân hiển hiện phóng tới. Tiên nguyên thạch trong cơ thể giải đạo nhân đều đã đổi mới, khí tức trên người lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, gã cũng đưa tay phát ra hai đạo kim quang chui vào trong cơ thể Hàn Lập. O, O, N, G, thiên hồ hóa huyết đao tỏa sáng hào quang, sáng hơn trước gấp ba lần, giống như một vòng mặt trời huyết sắc. Thân đao rung động lắc lư ông ông kịch liệt, vô số đạo ảnh màu đỏ như máu hiển hiện phóng tới, có chừng nghìn vạn đạo, tràn ngập cả nửa đại sảnh. Đầu hồ ly trên thiên hồ hóa huyết đao sáng lên quang mang, một đạo huyết sắc hồ ảnh cự đại đột nhiên hiển hiện ra, hai mắt hồ ảnh lộ ra một cỗ sắc thái nhân tính. Trong nội tâm Hàn Lập cả kinh, quang mang trong hai mắt hồ ảnh này hắn vô cùng quen thuộc, đúng là Thạch Khinh Hậu. Huyết sắc hồ ảnh vừa xuất hiện, lập tức hung hăng phóng xuống, sáp nhập vào trong thân đao. Vô số đạo huyết sắc đạo ảnh bên cạnh dường như đều hội tụ đến, dung nhập vào trong thân đao. Thiên hồ hóa huyết đao bỗng nhiên phồng lớn lên gấp mấy lần, hơn nữa hình dạng cũng phát sinh kịch biến, hóa thành một chuôi loan đao khổng lồ hình trang lưỡi liềm. Trên thân đao vậy mà lóe lên hiện ra từng con mắt đỏ như máu, có chừng vài chục con, trải rộng khắp nơi trên thiên hồ hóa huyết đao, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đám người Hàn Lập thấy cảnh này, thần sắc đều biến đổi. Gào, thiên hồ hóa huyết đao run lên phát ra một tiếng gào thét như dã thú, sau đó một cỗ quang mang sền sệt như máu từ trong thân đao bộc phát ra. Hàn lập cầm thiên hồ hóa huyết đao trong tay, đứng mũi chịu sao, chỉ cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt sâu như biển truyền đến. Hai lỗ tai hắn ô, ô, n, g một tiếng, lục phủ ngũ tạng hầu như lật ngược, toàn thân suy yếu vô lực một hồi, tay cầm thiên hồ hóa huyết đao hầu như muốn buông ra. Trên mặt đám người hồ tam cũng lộ ra vẻ thống khổ, bất quá bọn họ bị ảnh hưởng nhẹ hơn nhiều so với hàn lập. Hàn lập cắn răng mãnh liệt, thần thức trong đầu vận chuyển điên cuồng, miến cưỡng ổn định tâm thần, hai tay nắm chặt chuôi đao, đang tính huy động chém xuống. Nhưng vào lúc này, thiên hồ hóa huyết đao từ trong tay hắn bắn ra, hóa thành một đạo huyết ảnh, hung hăng phách chảm lên kim sắc xiềng xích. Kim sắc xiềng xích chấn động kịch liệt, phù văn kim sắc khắc rõ ở phía trên tăng vọt, giống như mặt trời nổ ầm ra. uy uinh rầm rầm, cả tòa kim sắc lôi trì lập tức nổ tung, lôi quang biên cuồng lưu chuyển, nhấc lên thành từng mảnh hào quang vàng rực rỡ cao mấy trăm trượng, giống như bị cái gì kích thích, muốn quét về tứ phía, nhưng lại bị cấm chế nào đó cản trở, không cách nào triệt để thoát ly lôi trì phía dưới. Mảng lớn kim sắc lôi điện tạo thành hào quang ở giữa không trung quay quanh đan vào nhau, vô số kim quang hết sức nhỏ bật lên đan vào nhau, thanh thế làm cho người sợ hãi vô cùng. Thiên hồ hóa huyết đao khó khăn lắm mới chém vào kim sắc xiềng xích, bất quá chỉ chém chúng xiềng xích liền ngừng lại, không cách nào tiến lên nửa phần một cổ sóng khí mãnh liệt từ chỗ va chạm giữa thiên hồ hóa huyết đao cùng kim sắc xiềng xích bộc phát ra lập tức hình thành từng đạo vòi rồng trắng xóa phóng lên trời đám người hàn lập đều bị vòi rồng cuốn bay hung hăng đâm vào trên vách tường vào thời khắc này đột nhiên xảy ra kinh biến chỉ nghe ầm một tiếng cả tòa đại sảnh dường như bị trọng kích nào đó sáng lên kịch liệt đám người hàn lập cũng có cảm giác đứng không vững chương 772, cực kỳ nguy hiểm đúng là đã đến rồi Liễu Kỳ lão tổ thân vẫn còn ở trên thập tự giá to lớn, sắc mặt nhất thời trầm xuống, thì thào lẩm bẩm. Lúc này, trận văn xám trắng bốn phía đều nở rộ ra hào quang chói mắt, phun trào ra lực cấm chế vô cùng mạnh mẽ, bao trùm cả tòa đại sảnh đang kịch liệt lắc lư chống lại. Nhưng cỗ lực lượng đánh vào từ bên ngoài này thật là kinh người, lực cấm chế của pháp trận xám trắng cũng không hoàn toàn ngăn cản được, trên bốn vách tường đại sảnh lập tức hiện ra từng vết rạn. Không kịp rồi, nhanh chém dây xích đi. Liễu kỳ lão tổ hét lớn một tiếng, hai tay trước người nhanh chóng bấm niệm thần chú, hào quang xám trắng trên người rực rỡ, tiếp theo một tay cua một vòng về bốn phía. Xì, si, xì, si, vài tiếng, từng đám quang mang màu xám trắng từ đầu ngón tay bay ra, nhao nhao lóe lên tức thì chui vào trong những trận văn kia, giúp cho cấm chế nguyên bản đang rung động khó khống chế lập tức chậm lại, một lần nữa ổn định. Nhưng đám người Hàn Lập chưa kịp ổn định thân hình thì ầm một tiếng, một cỗ lực lượng càng khủng bố hơn lại buông xuống phía trên đại sảnh lúc này đây đại sảnh càng lắc lư kịch liệt so với lúc trước trận văn xám trắng bốn phía điên cuồng run rẩy mơ hồ có chút xu thế tán loạn thân hình liếu kỳ lão tổ run lên trong miệng ngừ một tiếng buồn bực tựa hồ đã bị ảnh hưởng ầm uhm, cơ hồ ngay lúc đó man lực khủng bố lại đánh xuống lần thứ ba lúc này cấm chế trong đại sảnh cũng vô pháp ngăn cản trận văn xám trắng ầm ầm tan vỡ cửa đá đại sảnh nổ mạnh lộ ra một cái lỗ lớn tiếp theo hai đạo nhân ảnh nhanh như điện bắn tới đột quang chợt tắt đúng là âm thừa toàn cùng phùng thanh thủy. Liễu kỳ lão tổ lại hừ thêm một tiếng, thân thể liên tục run rẩy, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Bất quá vẻ mặt lão cũng không thay đổi chút nào, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người âm thừa toàn. Tu di phân giới thuật, không thể tưởng tượng được nơi này còn tồn tại một vị đồng cảnh. Âm vực chủ, cửu u các người thật sự là ngọa hổ tàng long, hỗn hầu bên ngoài kia không nói, nơi này lại xuất hiện một tôn đạo tổ, hôm nay quả nhiên làm cho phùng mỗ mở rộng tầm mắt. Phùng Thanh Thủy chứng kiến tình huống trong phòng, lông mi trắng vừa động nói: Bớt nói nhảm đi, cứ theo như chúng ta thỏa thuận lúc trước, nếu không những thứ ta đáp ứng lúc trước hết thảy cũng không cần giữ nữa. Âm thừa toàn hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bất thiện nói: Phùng Thanh Thủy cười cười, cũng không có tức giận, đám người Hàn Lập bị lốc xoáy cuốn bay lúc trước, nhưng may mà thân thể và tu vi đều không kém, chỉ bị chút chấn động, vẫn chưa bị thương, nhưng giờ phút này nghe thấy lời này của Phùng Thanh Thủy, trong lòng đều giật thon thót hai vị đạo tổ, trong lòng hàn lập cả kinh, cả người cũng trầm xuống. Sắc mặt hồ tam, thạch xuyên không trong nháy mắt cũng trở nên khó coi vô cùng. Đề hồn lại không có vẻ sợ hãi, hai tay nắm lại, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chầm chầm âm thừa toàn. Liễu kỳ, nguyên lai hết thảy đều là mưu đồ của ngươi. Thực biết chọn lựa thời cơ, nhưng lôi ngao chi liên tự tay ta thiết kế, đám con kiến này lại há có thể phá giải sao. Ta sớm nói qua, người vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi nơi này. Âm thừa toàn quét mắt nhìn đám người hàn lập một cái, ánh mắt dừng lại trên người để hồn cùng hồ tam một chút, cuối cùng nhìn vào trên người liễu kỳ lão tổ, mở miệng cười lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, gã lập tức động thủ, nâng tay lên đánh ra một quyền vào hư không. Theo một quyền âm thừa toàn đánh ra, hàn lập cảm giác hư không chung quanh giống như bóng hơi, đột nhiên nhanh chóng phồng lên, không gian trong đại sảnh đột nhiên tăng lớn gấp trăm lần. Giờ khắc này, thân hình âm thừa toàn cao lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa, trông như là thần linh nắm trong tay hết thảy thế gian này. Mà những người như bọn hắn đột nhiên trở nên cực kỳ nhỏ bé, giống như mấy con kiến, tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác vô lực. Âm một tiếng, trong hư không đen tối, một cự quyền phảng phất núi cao ngàn trượng minh mông hiện ra, đánh tới liễu kỳ lão tổ. Hư không chung quanh cũng theo cự quyền đánh ra, đều bị ép vặn vẹo biến dạng, ép tới liễu kỳ lão tổ. Một cỗ uy áp khổng lồ theo cự quyền màu xám phát tán ra, ép lên trên thân bọn người hàn lập mấy người cảm thấy thân thể tê dần, trong nháy mắt nửa thân thể mất đi chi giác, sau một tiếng phù hai chân bọn hắn đạp mạnh xuống làm mặt đất nổ lên, cắm vào dưới bùn đất, sâu đến tận đầu gối. Hàn lập kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, khóe miệng chảy ra một vết máu tươi. Sức chịu đựng của ba ngựa oi hồ tam, thạch xuyên không, đề hồn còn xa mới bằng hàn lập, miệng đều phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Trong cơ thể giải đạo nhân đã hao hết tiên nguyên thạch, bị uy áp ép xuống vốn còn chút kim quang lưu lại bên ngoài thân dễ dàng bị nứt toát ra rồi biến mất trực tiếp xoay người ngã quỵ xuống không nhúc nhích nổi năm đó nếu không phải lão phu bị người của thiên đình đánh cho bị thương từ trước bằng vào ngươi cũng có thể giam cầm lão phu lại hiện giờ ta đã thoát được hơn phân nửa cấm chế ngươi đừng hòng phong ấn được ta liếu kỳ lão tổ cười lạnh một tiếng một chân trước hiện lên hào quang sám trắng hóa thành một bàn tay hồ ly bàn tay đầy lông dài sám trắng phất tay bắt lấy thiên hồ hóa huyết đao còn đang chém trên xiềng xích màu vàng. Trên thiên hồ hóa huyết đao lập tức nổi lên hào quang huyết sắc sáng loá, nháy mắt tràn ngập cả đại sảnh, so với lúc trong tay bọn người Hàn Lập thì sáng ngời hơn không biết bao nhiêu lần. Cánh tay liếu kỳ lão tổ cánh tay vung lên, vèo một tiếng, một đường đao huyết sắc chọc trời thủng đất hiện ra, nơi đường đao đi qua, từng tầng hư không nứt toác tựa như giấy mỏng. Thiên hồ hóa huyết đao, ánh mắt âm thừa toàn nhíu lại ánh đao huyết sắc thật lớn chỉ chấp động một cái liền vượt qua hơn 10 trượng, chém vào trên cự quyền màu xám. Ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, quang mang hai màu đỏ xám nứt ra như mặt trời chó trang, đan vào cùng một chỗ. Hư không phụ cận lắc lư kịch liệt, tình cảnh quỷ dị phòng lớn gấp trăm lần đột nhiên biến mất, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng. Vô số gió lốc màu trắng hiện ra, trong gió lốc có vô số vết nứt không gian hiện lên, vặn vẹo lan rộng ra bốn phương tám hướng. Đám người Hàn Lập giờ phút này không thể động đậy, chờ mắt nhìn gió lốc như sóng giữ chung quanh cuốn vào, từng vết nứt không gian lan tràn đến, trong nháy mắt muốn xé rách mấy người ra. Người còn thất thần làm gì, đừng để cho đám người này chết mất, bắt lại toàn bộ. Thanh âm của âm thừa toàn đột nhiên truyền đến, phùng thanh thủy nghe vậy ánh mắt lóe lên, cũng không thấy động tác của lão như thế nào, màu lam sáng mở trên người lão như mặt nước liên tiếp nở rộ ra. Lam quang này thoạt nhìn cũng không có mạnh mẽ bao nhiêu, lại dễ dàng xâm nhập vào thạch bích bên cạnh, thạch bích bốn bề cùng mặt đất biến thành màu lam sáng long lanh, giống như biến thành lam ngọc. Vết nứt không gian bị lam quang bao phủ, tốc độ nháy mắt chậm lại gấp 10 lần. Phùng Thanh Thủy nâng tay điểm ra, chung quanh đám người Hàn Lập chợt lóe lam quang, một bàn tay to lớn màu lam mơ hồ hiện lên, chụp xuống mấy người. Bàn tay to lớn chưa đến, một cỗ cự lực ngập trời đã hạ xuống ầm ầm, ép lên thân bọn người Hàn Lập. Thân thể mấy người trực tiếp bị đè sát trên mặt đất, giống như ruồi bọ dính vào hổ phách, một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, Tiên linh lực trong cơ thể cũng vô pháp vận chuyển mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay hạ xuống. Hàn Lập vận dụng lực lượng toàn thân, cũng không nhúc nhích được chút nào, trong lòng hiện ra một tia kinh sợ đã lâu không thấy. Đây là đạo tổ chân chính, thực lực chênh lệch giữa hai người không thể tính bằng lẽ thường. Nếu không phải hiện giờ đối phương muốn giữ lại tánh mạng đám người mình, thì chỉ cần một ngón tay, thậm chí một ý niệm trong đầu liền có thể làm cho đám người bên mình lập tức hồn tử đạo tiêu. Vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh từ bên cạnh truyền đến đường đao huyết sắc kia mạnh mẽ bắn đến, mặt trên hiện ra từng đường vân huyết sắc lại rõ ràng to hơn gấp bội. Phốc một tiếng, cự quyền màu xám lại bị huyết đao đánh bể thành hai nửa. Tiếp theo ánh đao huyết sắc không ngừng chút nào, hùng hổ điên cuồng chém vào ót âm thừa toàn. Cùng lúc đó, mặt đất bên cạnh đám người Hàn Lập đột nhiên nổ lên, hai cái đuôi hồ ly to từ dưới đất phụt hiện lên. Trong đó có một cái đuôi hồ ly mạnh mẽ xông tới, da lông trên đuôi dựng thẳng lên, mặt ngoài hiện ra vô số phù văn xám trắng, hung hăng quật vào chính diện phía trên bàn tay màu lam. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hư không bên cạnh chấn động mạnh một cái, hào quang màu lam trên bàn tay tán loạn ra, xu thế đánh xuống đột nhiên chậm lại. Mà một cái đuôi hồ ly khác nhanh như tia chớp quấn lấy thân thể hồ tam, sau đó hai cái đuôi hồ ly vèo một tiếng, đồng thời tiến nhập vào mặt đất, biến mất. Hàn Lập chứng kiến cảnh này, sắc mặt trầm xuống, lúc mới vừa tiến vào kim sắc lôi trì thì cũng giống như hiện tại Liễu Kỳ lão tổ tựa hồ vẫn chưa chân chính coi bọn họ là người một nhà. Bất quá điều này cũng không có gì đáng trách, lúc trước đối phương cũng đã nói, hết thảy vốn là một lần mua bán, chính mình và Thạch Xuyên không cùng đối phương nhiều nhất cũng chỉ là hai bên mua bán mà thôi. Đây còn là bởi vì tình huống đặc thù, nếu không thì đối với đạo tổ tôn sư, mấy tên kim tiên nho nhỏ như bọn hắn làm sao lại lọt vào pháp nhãn đối phương. Phùng Thanh Thủy bị cướp mất một người cũng không coi vào đâu, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào, bàn tay hơi lật lại. Bàn tay màu lam rực rỡ hào quang chợt phóng lớn lần nữa, sau đó một phân thành hai, biến thành hai bàn tay lớn màu lam giống nhau như đúc. Trong đó một bàn tay tiếp tục chụp xuống mấy người hàn lập, một cái kia thì trở nên mơ hồ, tiến nhập vào mặt đất. Nhưng ngay vào lúc bàn tay màu lam còn cách đám người hàn lập chưa tới 10 trượng thì bỗng dị biến phát sinh. Thân thể thạch xuyên không run lên, một phần hào quang sáng lạn màu bạc từ trên người gã bạo phát ra, bên trong ngân quang hiện ra một cái tỷ bà màu bạc, chính là la trá tỷ bà. La trá tỷ bà chuyển động xoay quanh nhanh chóng, vạn đường ngân quang từ giữa bạo phát ra, chống đỡ lại bàn tay lớn màu lam kia. Mà tỷ bà giờ phút này giống như bị kích thích, bong bong búng ra, từng đạo âm phù màu bạc nhanh chóng bắn ra, nhập vào trong hư không bên cạnh. Âm một tiếng, hư không đột nhiên vỡ ra, hiện ra một cái không gian thông đạo, bên trong âm u sâu vô cùng, không biết thông đến nơi nào. Một cỗ hấp lực không cách nào nói rõ từ bên trong thổi quét ra, bao trùm đám người thạch xuyên không, hàn lập, cuốn vào bên trong thông đạo áp lực trên thân bọn người hàn lập đột nhiên biến mất thân thể cùng tiên linh lực vận chuyển trong khoảnh khắc cũng khôi phục bình thường trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng không tốt nhanh ngăn bọn hắn lại không màng sống chết âm thừa toàn đang giao phong cùng liễu kỳ lão tổ nhìn thấy tình hình này bỗng nhiên quát muốn chết hiển nhiên phùng thanh thủy cũng thật sự nổi giận hai tay bấm niệm thần chú dùng sức vung lên hai bên trái phải ầm vang hư không phụ cận chấn động kịch liệt phát ra tiếng nổ lốp bốp Vô số lam quang như thực chất từ giữa bắn ra vô cùng mạnh mẽ, giống như đê vỡ nước tràn đổ xuống, nháy mắt bao phủ cả hư không vào trong. Không gian thông đạo chung quanh cũng bị lam quang bao phủ toàn bộ, mạnh mẽ chắn lại. Xung quanh thân thể mấy người Hàn Lập cũng chợt hiện ra một cỗ sức mạnh minh mông, từ bốn phương tám hướng đè ép xuống, thân hình cũng chợt đình trệ ở cửa vào thông đạo. Mặc cho hấp lực bên trong thông đạo lôi kéo như thế nào, thân hình mấy người vẫn lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích nổi, chỉ còn thiếu chút nữa mà vẫn không thể bay vào chương 773, đại nạn không chết, tất cả trở lại cho ta. Phùng thanh thủy giận dữ quát một tiếng chói tai, đại thủ thò ra. Hư không xung quanh mấy người hàn lập lóe lên vô số tinh ti màu lam, quấn chặt lấy thân thể mấy người, kéo bọn hắn ra hướng bên ngoài. Nhưng ngay lúc này, hư không phụ cận lại run lên, từng đạo hào quang màu đỏ sậm từ đó thẩm thấu ra. Chỗ sâu trong hư không vô thanh vô tức hiện ra một hư ảnh viên luân màu đỏ sậm to như tòa núi cao, phía trên viên luân có sáu lỗ tròn đen kịt, sắp xếp thành hình hoa mai lục giác, khảm nạm phía trên viên luân. Trong mỗi lỗ tròn cuồn cuộn hào quang đen kịt, tạo thành một cái vòng xoáy, chậm rãi chuyển động. Viên luân to lớn vừa mới hiện ra liền quay tít một vòng, một cỗ lực lượng khổng lồ khó có thể hình dung từ trong hư không thẩm thấu ra. Toàn bộ tinh ti màu lam bao quanh đám người Hàn Lập vỡ vụn từng khúc, thân thể mấy người lại khôi phục tự do, theo la trá tỉ bà bay về hướng không gian thông đạo. Bất quá vào thời khắc này, hai mắt đề hồn đột nhiên đảo một cái, rơi vào hôn mê, vô số hắc khí từ lỗ chân lông toàn thân nàng phun ra trong hắc khí mơ hồ hiện ra vô số khuôn mặt người thú toàn bộ bay về hướng cự luân đỏ sậm kia chui vào trong đó khí tức trên thân đề hồn nhanh chóng suy yếu lấy mắt thường có thể thấy được thân thể trở nên mơ hồ hàn lập thấy cảnh này vội vàng chụp lấy thân thể đề hồn và giải đạo nhân bên kia cùng thu vào không gian hoa chi hắn vừa mới làm xong hết thảy trước mắt tối sầm lại bị hút vào trong không gian thông đạo trong khoảnh khắc bay vào không gian thông đạo bên tai hắn chợt nghe tiếng gầm vô cùng phẫn nộ của âm thuật toàn đồng thời hai cỗ pháp tác chi lực khác nhau đồng thời cuốn theo tiếp theo hết thảy thanh âm sau lưng im bặt lại tựa hồ không gian thông đạo đã khép kín rồi hai cỗ pháp tác chi lực kia tuy rằng đã bị cắt đứt nhưng vẫn có không ít đuổi theo bọn hắn cùng tiến nhập vào không gian thông đạo hàn lập cảm thấy thân hình trầm xuống bị hai cỗ pháp tác chi lực thoáng một phát cuốn vào trong đó đột tốc đột nhiên trở nên chậm chạp vô cùng thậm chí ngay cả tiên linh lực trong cơ thể và thần thức vận chuyển đều trở nên ngưng trệ vô cùng. Trong thoáng chốc, hắn nhìn đến la trá tỷ bà phía trước đang tản mát ra từng vòng sáng màu bạc, hai cố pháp tắc chi lực một xám một lam đè ép thân thể bọn hắn, dưới sự dẫn dắt của vầng sáng màu bạc lập tức bị hấp dẫn, làm cho toàn thân bọn hắn lập tức buông lỏng ra. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn lại phía trước, chỉ thấy lúc này tỷ bà màu bạc bay lơ lửng phía trước, chẳng qua là bên ngoài bám vào hai đạo lưu quang một xám một lam, lượn lờ quanh nó phía trên dây đàn tỳ bà tản mạn ra mấy đạo tia sáng màu bạc, như là băng tinh quấn chặt phần eo Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không, kéo hai người bay tới hư không phía trước. Lúc này Hàn Lập cảm thấy đầu óc phình to, toàn thân đau nhức vô cùng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bốn phía có từng trận không gian chi lực vô cùng cường đại đè ép đến, muốn nâng cánh tay lên nhưng cảm thấy phía trên như có một tòa núi cao đè ép, căn bản không cách nào nhúc nhích được. Thạch Xuyên không cách hắn không xa, thoạt nhìn tựa hồ cũng rơi vào tình cảnh giống vậy, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ, Hàn lập cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt sáng lên hào quang màu tím, nhìn về phía chỗ sâu trong thông đạo lại chỉ thấy một mảnh không gian hư vô, tựa hồ tại đó có một cỗ không gian chi lực cường đại xé rách. hấp dẫn lấy thanh tỷ bà màu bạc kia cũng dẫn dắt hai người bọn hắn lướt tới phía trước. Trong lòng của hắn mặc dù nghi vấn nhưng vẫn âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu lúc này còn lưu lại trong tẩy sát trì, bản thân liếu kỳ cũng khó đảm bảo hắn có thể đào thoát từ âm thừa toàn cùng một gã khác đạo tổ khác. Nhưng vào lúc này tì bà màu bạc phía trước lại xảy ra một tia biến hóa hai đạo lưu quang một xám một lam bám vào lượn lờ quanh quẩn trên tì bà tựa hồ tốc độ đang không ngừng tăng lên không tốt trong nội tâm hàn lập trầm xuống không khỏi hiện lên một cỗ dự cảm bất thường chẳng qua lúc này hắn căn bản không thể cử động chút nào kết quả không tới mười mấy hơi thở hai đạo lưu quang một xám một lam càng chuyển động nhanh tiếp theo căng ra rồi co rụt lại lăng không bạo liệt ra như sóng to gió lớn hai màu hào quang lam xám giao nhau lập tức cuốn về bốn phương tám hướng, đan sen vào ngân quang bốn phía. Thông đạo bốn phía trong khoảnh khắc bị một cỗ man lực cuồng bạo vặn vẹo, bắt đầu biến hình thay đổi, vô số quang điểm màu bạc bay ra tứ tán. Từng đạo lực lượng vặn vẹo xẹt qua bên cạnh thân thể Hàn Lập, không gian chi lực đè ép bốn phía càng thêm lợi hại, cỗ lực lượng kia lại lần nữa tụ tập đến phía trước, cuối cùng tác động lên thanh tỷ bà màu bạc kia. Thạch Xuyên không hiển nhiên cũng ý thức được không ổn, nhưng lúc này gã giống như Hàn Lập, như chiếc thuyền nhỏ hai lá phiêu diêu trong biển lớn mênh mông ngoài bị động tiếp nhận thì không thể nào làm ra cử động nào khác cứ rằng coi như vậy bất quá mười mấy hơi thở công phu một tiếng vỡ vụn rất nhỏ bất ngờ vang lên ngay sau đó chỉ thấy thì bà màu bạc đang phi hành phía trước đột nhiên rung động kịch liệt một hồi không cách nào bảo trì tư thái vững vàng lướt tới trước quỹ thích phi hành cũng hỗn loạn một hồi run lên bần bật trong hư không cuồn cuộn kịch liệt hai người hàn lập bị cỗ lực lượng kia xé rách thân hình trong trong hư không sôi trào kịch liệt cảm thấy trời long đất lở một hồi, cảnh tượng trước mắt đều trở nên vô cùng hỗn loạn, quanh thân bị từng trận không gian chi lực cường đại đè ép, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Không biết qua bao lâu, trong thiên địa lờ mở hiện ra một đường quang minh. Một đạo ngân quang từ chỗ quang minh kia sáng lên bắn ra, hiển lộ ra chân thân, một lần nữa hóa thành một thanh tỷ bà màu bạc, từ trên không cao bay thấp xuống. Theo sát phía sau, hai đạo nhân ảnh cũng từ đó bay nhanh ra, rơi xuống phía dưới. Hai người này không ai khác, chính là Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không. Trải qua không gian thông đạo hỗn loạn lắc lư, hai người tuy không bất tỉnh nhưng thần thức cũng mơ hồ, sau khi thích ứng một lát ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng. Hàn Lập nhìn hư không phía trước, cảm thấy màn trời trước mắt có chút âm trầm, bên tai cuồng phong gào thét, thân thể của mình đang ở trên không một mảnh sơn mạch màu xanh đen đang cấp tốc rơi xuống đất. Hắn vội vàng vận chuyển tiên linh lực, ổn định thân hình, lơ lửng giữa không trung. Đưa mắt nhìn ra bốn phía, chỉ thấy giữa không trung cách đó không xa Thạch Xuyên không cũng đang rơi xuống một ngọn núi phía dưới. Lúc này, Thạch Xuyên không cũng giống như hắn vừa mới tỉnh lại, trong mắt vẫn còn mê muội sau đó trên người lóe lên độn quang liền ổn định thân hình, rồi gã bay vút một hơi ra hơn 10 trường, kéo thanh tỷ bà màu bạc về trong tay. Ôm lấy la trá tỷ bà, trong mắt gã hiện lên vẻ yêu thích rồi bắt đầu đánh giá, chỉ thấy ngân quang phía trên tỷ bà đã ảm đạm rất nhiều, phía trên đầu còn có một vết dạn nứt, chia phù văn khác ở phía trên làm hai nửa. Hàn lập há miệng, đang muốn gọi gã một tiếng, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Trong cơ thể của hắn truyền đến từng trận tiếng vang đồm đột như đậu giang, từng cái tiên khiếu trên người phát sáng lên, bốn phía xung quanh cũng bắt đầu có từng sợi thiên địa nguyên khí nhẹ nhẹ hiển hiện ra, lúc đầu bay bổng như như lông ngỗng trong bão tuyết, về sau liền biến thành mảng lớn mây mù, tụ tập đến bên cạnh hắn. Lúc này, Thạch Xuyên không cũng phát hiện động tĩnh bên này, quay đầu nhìn sang. Lông mày gã nhíu lại, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên, nói, lệ đạo hiếu, Ngươi, đây là... Lúc trước trong tẩy sát chỉ vốn đã muốn phá cảnh, chẳng qua là hôi giới cũng không có thiên địa nguyên khí, không cách nào trùng kích tiên khiếu được, hiện tại vừa về đến đây thiên địa nguyên khí liền chảy vào, lập tức muốn phá cảnh. Hàn lập cười khổ một tiếng, nói ra, thạch xuyên không quan sát sơn mạch phía dưới, chỉ thấy chỗ đó có khói trứng phát ra, xương trắng nồng đậm, lông mày không khỏi khẩn trương lên. Thế nhưng nơi đây, gã vừa mở miệng còn chưa nói xong, liền bị hàn lập cắt đứt. Hàn Lập nói ra, trong cơ thể ta đã không còn sát suy gây trở ngại, chỉ sợ áp chế không nổi, không có thời gian chọn lựa địa điểm bế quan rồi, kính xin Thạch Huynh cùng giải đạo hữu hỗ trợ hộ pháp một chút. Dứt lời, trên thân Hàn Lập lóe lên độn quang, bay đến một sơn cốc phía dưới. Thân hình hắn còn chưa rơi xuống đất, giữa không trung lại có một đạo quang môn màu bạc sáng lên, thân ảnh giải đạo nhân hiển hiện ra, cùng bay theo hắn tiến vào mảnh sơn cốc kia. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo lôi trụ màu bạc to như vạc nước từ trên thân hàn lập sáng lên, đánh vào sơn cốc phía dưới, lập tức vang lên tiếng nổ kịch liệt liên tiếp, làm sơn cốc rung động mạnh không thôi, điện quang tỏa ra bốn phía, bụi mù nổi lên khắp nơi. Trong hỗn loạn, các loại thanh âm gào rú không ngừng vang lên, vô số thân hình dị thú cao lớn hung mãnh từ trong sơn cốc cuồn cuộn chui ra, thanh thế to lớn như nước lũ sông lớn, lại có quần chim ô tước bay tứ tán, rậm rạp chẳng chịt che khuất cả bầu trời. Bên trong sơn cốc, nơi bị lôi điện đánh trúng, phạm vi trăm dặm cỏ cây đều hóa thành cho tàn, trong rừng rậm lộ ra mười phần bất ngờ. Hàn lập liền khoanh chân ngồi ở khu vực trống trải đó, bên ngoài thân nồng đậm thiên địa nguyên khí, tụ tập thành dòng xoáy màu trắng quanh quẩn, bên trong có từng điểm oánh quang, thoạt nhìn mười phần kỳ dị. Mà ở bên ngoài phiến địa vực trống trải kia, hai tay trái phải giải đạo nhân nắm hai thanh chiến đao chảm đình cùng đoạn tiêu, lơ lửng cách mặt đất ba thước, như chiến tướng tuần tra hộ pháp. Thạch Xuyên không chậm rãi thu hồi ánh mắt từ trên thân hai người Hàn Lập, ánh mắt trông về phía xa chỗ cao thấp chẳng chịt núi non chập trùng kia cùng với mây đen dày đặc trên bầu trời buông xuống lông mày càng nhăn chặt lại sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng ta nói lệ đạo hữu a à, người thật là biết chọn địa điểm nếu người biết rõ đây là nơi nào gã cười khổ một tiếng sau đó phi thân hạ xuống rơi vào bên ngoài phiến địa vực trống trải kia thấy thạch xuyên không bay tới gần giải đạo nhân ngừng lại từ phía xa nhìn lại trong mắt rõ ràng mang theo vẻ cảnh giác ta và người bảo vệ một nam một bắc đợi lát nữa sẽ bận rộn đấy thạch xuyên không cao giọng quát giải đạo nhân nghe vậy trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc đúng lúc này từng thanh âm gào rú hung mãnh cổ quái từ chỗ sâu trong sơn cốc cùng bên ngoài sơn cốc không ngừng truyền tới toàn bộ mặt đất sơn cốc rung động lắc lư không thôi những hòn đá nhỏ vụn bị cỗ lực lượng này chấn động nhảy lên không thôi đến rồi thạch xuyên không quát lớn gã vừa dứt lời chỗ sâu xanh đen trong rừng rậm sơn cốc vang lên tiếng cây cối đứt gãy không ngừng từng gốc cây cổ thụ che trời cao trăm trượng nhao nhao đứt gãy, bay lên rơi đập khắp nơi, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bốn phía. Một đầu viên hầu to lớn toàn thân đen kịt, một con cự mãng màu xanh dài trăm trượng cùng một con nhện khổng lồ toàn thân tím xanh cùng tiến đến, từ trong núi rừng sụp đổ vọt ra, thẳng đến Hàn Lập bên này. Trong đó cự viên màu đen hai mắt đỏ thấm, toàn thân không có lông tóc, làn da như nham thạch tinh cương tràn đầy góc cạnh, phía trên lóe ra dạ ánh sáng đen bóng, hai tay to lớn nắm một gốc cổ thụ cùng một tảng đá lớn, đập tới thạch xuyên không. Cự mãng màu xanh lại há to miệng, năm màu khói độc từ trong miệng nó tuôn ra cuồn cuộn, phô thiên cái địa sông đến, trong đó còn hỗn tạp rậm rạp chẳng chỉ tiểu xà màu xanh cùng vô số con nhện tám chân, bò sát đất tiến đến, rung động ảo ảo Phía sau nó lại có từng trận xương mù nồng đậm cuốn đến mãnh liệt, bên trong cũng có từng đạo thân ảnh dị thú to lớn vô cùng, nhấp nhô lao nhanh tới bất định, như ẩn như hiện. Chương 774, tẩy rửa ngọc thể. Bên kia cốc khẩu, từng dị thú hình thể lớn nhỏ không đều, hình thái càng là thiên kỳ bách quái, hoặc toàn thân trải rộng lân giáp, hoặc đầu có sừng xương nhọn, hoặc toàn thân lượn lờ hắc vụ, số lượng 10 phần khổng lồ, từ cốc khẩu lao ra cuồn cuộn, thẳng đến hai người thạch xuyên không cùng giải đạo nhân. Những dị thú nhỏ yếu chạy ra ven đường đều bị bọn chúng trực tiếp dẫm đạp cắn xé chết, trong lúc nhất thời âm thanh rú thảm không ngừng vang lên, mùi huyết tinh đại tác. Cũng may khí tức không quá mạnh mẽ, xem ra tạm thời công chưa chiêu chọc đến những gia hỏa khó dây dưa, ngăn cản một hồi ngược lại không có vấn đề gì chỉ sợ thời gian kéo dài quá lâu thôi thạch xuyên không nhìn khí thế bàng bạc của hung thú đang tiến đến mãnh liệt như sóng to lẩm bẩm nói dứt lời thân hình gã giang ra bay vút xuống phía dưới hai tay huy động liên tục từng đạo hào quang bắn ra bên trong bọc lấy từng khối trận bàn cùng trận kỳ trên đường bay không ngừng bố trí vọt xuống dưới hướng mãnh thú lên lúc đến gần cửa thú tay thạch xuyên không bấm pháp quyết trong miệng quát lớn một tiếng Gã vừa dứt lời, một đạo hào quang trắng bạc đột nhiên sáng lên, từ trên mặt đất phóng lên, trực tiếp tạo thành một không gian bích trướng rộng mấy trăm trượng, từ đầu sơn cốc này kéo dài đến nơi khác, xây nên một bức tường ánh sáng màu bạc. ầm, um, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, đầu cử viên màu đen kia xông lên đầu tiên, mãnh liệt đâm vào bức tường ánh sáng màu bạc kia. Cả bức tường ánh sáng run lên kịch liệt, ngân quang dạng rỡ, nhưng thân tường không nhúc nhích chút nào, căn bản không có nửa điểm vết tích hư hại khí tức cử viên màu đen chỉ là chân tiên sơ kỳ, trong mắt nó nổi giận, hai tay tráng kiện vô cùng vung lên mãnh liệt, điên cuồng nện lên bức tường ngân quang kia không thôi. Ngay sau đó, đầu cử mãng màu xanh cùng con nhện tím xanh cũng nhao nhao lao đến, bắt đầu dồn sức đụng mạnh vào vách tường, nhưng mặc kệ bọn chúng dày vò như thế nào, ngân quang trên vách tường vẫn vững như bàn thạch, không có dấu hiệu bị công phá. Trong miệng thạch xuyên không thở nhẹ ra một hơi, liếc qua vách tường ngân quang, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống thật vất vả mới trở về, rốt cuộc không cần dựa vào tiên nguyên thạch để trèo chống nữa. Dứt lời, gã kết pháp quyết, an ổn nhắm mắt điều tức. Bên kia, giải đạo nhân liếc qua động tính của thạch xuyên không bên này, trong nội tâm an tâm một chút, quay người thu hồi chiến đao chạm đình, tháo hồ lô bên hông xuống. Chỉ thấy gã nghiêng miệng hồ lô đổ ra, trong miệng ngâm khẽ vài tiếng, sau đó đưa tay vỗ dưới đáy hồ lô. Chỗ miệng hồ lô lập tức hiện ra một vòng xoáy linh quang, ánh sáng màu vàng đại phóng hào quang, từng hạt đậu màu vàng như mưa nhao nhao bắn ra, rơi xuống mặt đất. Chỉ nghe từng trận thanh âm nổ đùng như mưa rơi trên mặt sông không ngừng từ phía dưới vang lên, tất cả hạt đậu đại phóng hào quang, lúc rơi xuống đất lập tức lóe lên điện quang, hóa thành một đám giáp sĩ đạo binh cao hơn một trường. Mỗi một đạo binh mặc áo giáp cổ sơ, phía trên điêu khắc từng đạo phù văn lôi điện, mấy trăm người đứng thành một đội ngũ chỉnh tề hình vuông, tổng cộng có hơn 10 đội ngũ, trong tay đều nắm binh khí, giống với đại quân thế tục vương triều, ngay ngắn trật tự phóng ra bên ngoài cốc. Đạo binh tuy rằng yên lặng, nhưng bộ pháp lại đồng loạt tạo nên tiếng vang, giống như tiếng sấm làm cho người rung động, đột nhiên đụng vào dòng nước lũ hung thú kia, lập tức chia cắt chúng ra thành hơn 10 chiến đoàn, bao vây lại. Lôi giáp đạo binh một mình tác chiến thì hơi yếu hơn một ít dị thú ở đây, nhưng lại phối hợp chặt chẽ với nhau, rất nhanh liền chiếm thế thượng phong, chém giết đám dị thú nhảy vào sơn cốc tạo ra thanh âm rú thảm không thôi. Giải đạo nhân lơ lửng giữa không trung, nhìn về chỗ núi rừng phía xa ngoài sơn cốc lông mày không khỏi khẩn trương chỗ đó bụi mù cuồn cuộn tựa hồ còn có đại lượng hung thú đang tập kết ở nơi này gã cao mày nhìn lên trời một hồi trên mặt hiện lên vẻ hồi ức nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường nhìn về phía hàn lập lúc này hai mắt hàn lập nhắm nghiền phảng phất như không nghe thấy hết thảy ngoại giới quanh thân dạng dỡ hào quang thiên địa linh khí bốn phía ngưng tụ thành một vòng xoáy màu trắng to lớn linh lực khổng lồ chấn động trời cao đụng vào mây đen phía trên vòng trời, phảng phất như một cây trụ trống trời đứng lặng trong cốc. Hàn lập đứng giữa vòng xoáy, thân thể bị linh lực nâng lên bay vào không trung, khiếu huyệt trên người chớp động tinh quang, làn ra bên ngoài cơ thể oánh khiết như ngọc, một thân cốt cách gân mạch hầu như lộ hoàn toàn ra bên ngoài, hiện ra màu vàng sáng bóng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên trợn mắt, há miệng phun ra một hơi thật dài, hắc khí đục ngầu từ đó trào ra. phân hà màu trắng dũng động bốn phía lập tức tung tóe ra như dầu hỏa rơi hỏa tinh, thoáng cái thiêu đốt lên chỉ thấy vân hà màu trắng cuồn cuộn kịch liệt, chính giữa giống như sinh ra vô số ngọn lửa màu trắng, từng đám thiêu đốt lên kịch liệt, không ngừng thiêu đốt thân hình hàn lập, làm cho thân hình hắn càng thêm thông thấu hơn. Mây xám đen phía trên ngọn lửa màu trắng giờ phút này cũng bắt đầu sáng lên hào quang, bên trong giống như có hoa quang năm màu hiện ra, một cảnh tượng trời quang mây tận, tiên khí bốc lên làm lòng người cảm thấy vui vẻ. Nói cho cùng thì Thái Ất Ngọc Tiên chính là một tiên thể nhìn thông thấu cả bên trong, như Mỹ Ngọc không tỉ vết. Về cường độ thân thể, đương nhiên cũng vượt xa kim tiên, giơ tay nhấc chân cũng có uy áp như lôi đình, thần niệm linh thức cũng nâng cao một bước, nhưng căn bản thân thể linh tính phản pháp quy chân, càng thêm dung hợp với thiên địa, tương hợp với đại đạo, pháp tắc, từ đó lại càng dễ tìm hiểu cùng dung nạp pháp tắc chi lực. Có thể nói, trình độ thái ất ngọc tiên có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc cảm ngộ pháp tắc, con đường tu hành đại đạo. Mà Hàn Lập có thể dẫn động ra khí tượng thiên địa linh khí xúc tích tươi thắm bực này, đương nhiên có quan hệ với lúc trước hắn tắm trong bốn tòa lôi trì tẩy sát. Thạch Xuyên không bị hấp dẫn bởi thiên địa linh khí do Hàn Lập dẫn phát, đang nhắm mắt điều tức liền tỉnh lại, nhìn qua phía hắn. Lại có thể dẫn động ra cảnh tượng phong phú rực rỡ như vậy, không hổ là lệ đạo hữu A, à, luôn làm ra cử chỉ khiến cho người kinh ngạc. Hồi lâu, trong miệng gã bùi ngùi thở dài một tiếng. Dứt lời, gã xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vách tường ngân quang kia, lông mày không khỏi khẩn trương lên chỉ thấy những con nhện tím xanh kia, bất luận lớn nhỏ, tất cả đều dồn hết sức lực phun ra từng mạng nhện năm màu lên vách tường, như từng mảnh rêu xanh cỏ dại phủ kín lên vách tường, những thanh xà, đám nhện kia cũng nhao nhao bỏ dọc theo mạng nhện đó leo lên. Giống, một tiếng hét điên cuồng vang lên, đầu cử viên màu đen kia leo dọc theo mạng nhện tím xanh lớn nhất do con nhện phun ra, hai tay khẽ chống bay qua vách tường ngân quang, trong miệng chảy ra nước miếng, hai mắt lóe hông quang khát máu, lao thẳng về hướng hàn lập. Nhưng mà, còn không đợi nó rơi xuống dưới đất một đạo ngân quang đột nhiên hiện lên đầu lâu của nó liền bành một tiếng bạo liệt ra mảng lớn huyết dịch màu đỏ tươi rơi tung tóe đầy đất cự viên chết nhưng lại không có tác dụng đe dọa đối với đám hung thú còn lại chúng vẫn phấn đấu quên mình lao đến vách tường ngân quang chỗ sâu trong sơn cốc sương mù dày đặc một ít thân hình to lớn vô cùng cũng bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng đạo huynh gọi là giải đạo hữu đúng không thạch xuyên không phi thân lên cất cao giọng nói với giải đạo nhân Giải đạo nhân không có trả lời, chẳng qua chỉ xoay người nhìn về phía gã, mặt không biểu tình. Nhìn bộ dạng lệ huynh như thế, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan, trong mảnh sơn mạch này càng ngày sẽ càng có nhiều hung thú, bị thiên địa nguyên khí nơi đây dung chuyển hấp dẫn đến, càng về sau sẽ càng cường đại, ta và ngươi cần phải chung sức hợp tác mới có thể bảo hộ huynh ấy chu toàn. Cho nên ngươi không cần quá mức đề phòng ta, ta cũng không có chút ý nào làm hại hắn. Thạch Xuyên không cười nói, giải đạo nhân nghe vậy, chẳng qua im lặng gật đầu nhẹ, không mở miệng nói chuyện, cũng không có hành động nào khác. Chỉ mong lần này không mua bán lỗ vốn, Thạch Xuyên không thấy vậy, không biết làm sao cười một tiếng, thở dài. Dứt lời, gã phi thân lên rơi vào trên vách tường ngân quang, cổ tay vòng một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một mặt kính màu bạc to cỡ đầu người, một tay thi pháp, trên mặt kính lập tức phun ra từng đạo ánh sáng màu bạc, đánh tới những thanh xà và đám nhện rậm rạp chẳng chịt bò lên trên đầu tường kia những nơi đi qua thân hình hung thú nhao nhao bùng nổ, dịch nhờn cùng máu loãng tanh hôi đan sen một mảnh. Giải đạo nhân thu hồi ánh mắt, hai tay lại nắm chặt hai thanh chiến đao, lôi quang trên thân rung động, lóe lên từng trận điện mang. Thân hình gã lướt thẳng xuống, mãnh liệt xông vào mặt đất khốc khẩu, thân hình trực tiếp chui xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, dưới mặt đất truyền đến tiếng vang ù ù, mấy trăm cột sáng lôi điện từ dưới vọt mạnh lên như suối phun, Quanh kích mặt đất cốc khẩu tạo thành bụi mù khắp nơi, phá thành mảnh nhỏ. Vô số yêu thú vừa mới xông đến cốc khẩu liền bị suối phun lôi điện này đánh trúng chân thân, toàn bộ đền tội. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, phía trên mặt đất nổ tung một lỗ hồng to lớn. Một đầu Ngô Công Tuyết trắng lớn hơn trăm trượng từ dưới đất vọt mạnh ra, thân thể bay vào không trung trăm trượng rồi té rớt trên mặt đất, toàn bộ cơ thể đứt gãy, quanh thân phun đầy vết máu màu u lục, tanh hôi vô cùng. Phía trên đầu lâu của nó thân sắc giải đạo nhân im lặng, chậm rãi rút chiến đao chảm đình từ trên đầu giáp sắc ra. Lôi giáp đạo binh trong cốc đã giết hết đám hung thú bên trong, bản thân hao tổn cũng không lớn, từng vị trí cơ bản đều bảo trì nguyên vẹn chiến lực, dưới sự chỉ huy của giải đạo nhân, bắt đầu tập kết về hướng cốc khẩu, ở chỗ này xây dựng lên một lớp phòng ngự dày đặc. Thời gian nhoáng một cái đã qua ba tháng, trên không sơn cốc xanh đen rung động ầm ầm, trong mây mù sấm sét vang dội, một đầu trường xà khổng lồ sau lưng mọc lên hai cánh nửa rõ nửa mờ bên trong mây mù, toàn thân lập lè hồng quang, trong miệng phun ra từng đạo ô quang, đập nện về bốn phương tám hướng. Bên ngoài mây mù, một đạo thân ảnh toàn thân quấn quanh tia điện màu vàng chấp động liên tục, trong tay nắm hai thanh chiến đao cổ phác, phía trên điện quang tung hoành, không ngừng đánh đến hướng trường xà. Thân hình gã chấp động cực nhanh, mỗi một lần hiện thân sẽ lưu lại một vết thương thật lớn trên thân trường xà hai cánh. Trong đôi mắt u lục của trường xà tràn đầy vẻ oán độc, thế nhưng hình thể nó khổng lồ, tốc độ người kia lại cực nhanh, căn bản nó không đuổi theo kịp. Đúng lúc này, một đạo điện quang chấp động, đạo nhân ảnh kia đột nhiên thoáng hiện sau lưng trường xà hai cánh, hai tay nắm hai thanh trường đao đồng thời chạm xuống, hai đạo điện quang ngưng tụ thành hai lưỡi đao to lớn rơi vào hai cánh trường xà, hung hăng chém qua. Trường 775, Tiến Giai Thái Ất, Phốc, một đạo huyết quang trói mắt chảy ra, trường xa hai cánh bị hai đạo đao quang trực tiếp chém chúng, trong miệng gào thét một tiếng rồi thân hình rớt thẳng xuống dưới, rơi vào trong cốc. Lúc này trong sơn cốc xanh đen, khắp nơi đều là tàn thi của dị thú bị phá thành mảnh nhỏ, huyết dịch đen nhánh tràn ngập khắp nơi, bên cạnh không ít thi thể to lớn chảy ra một vũng máu loãng tạo thành hồ nước, bên trong còn nổi lơ lửng một ít thi thể tiểu thú, nhiễm nhiên một quang cảnh như tu la địa ngục. Trường xa hai cánh kia trùng điệp rơi vào trong hồ máu rộng chừng trăm trượng, thân hình dẫy dụa không thôi, tóe lên vô số huyết hoa tanh hôi màu đen. Tiếp theo một đạo điện quang màu vàng theo sát phía sau, từ trên không trung rơi xuống phía dưới, đánh vào đầu lâu của nó, thân hình nó liền mềm nhún, dần dần co quắp lại. Ngay chỗ kim quang rơi xuống, một thân ảnh nam tử đạo bào hiện ra, chính là giải đạo nhân. Một tay gã nắm rút trường đao trên người trường xà ra, ánh mắt đạm bạc nhìn khắp bốn phía, sau đó nhìn lên không trung. Cả tòa cốc khẩu sơn cốc cùng trong cốc đã chất đống hai tòa thi sơn to lớn, mỗi tòa hầu như cao không đến đầu người, ngăn cản phía dưới mặt đất, làm những hung thú không ngừng xâm chiếm phía dưới giảm thiểu rất nhiều, chỉ có số ít tồn tại cường đại vẫn có thể dựa vào hung tính vượt qua thi sơn giết tới. Trong sơn cốc, mặt đất đã bị đại lượng máu đen bao phủ, tạo thành một cái hồ huyết dịch rộng gần trăm dặm, phía trên mặt nước trôi nổi vô số xác chết, tanh hôi vô cùng. Ngay giữa hồ lại nổi lơ lửng một đóa sen trắng do tiên linh lực tinh thuần ngưng tụ thành, phiến lá khép lại hiện ra một nụ hoa chớm nở, thân hình hàn lập được cánh sen bao bọc bên trong. Mà kỳ dị nhất chính là, huyết dịch xung quanh đóa sen tựa hồ được tiên linh lực lan nhiễm, vẫn bảo trì màu đỏ tươi, lại không thấy xác trôi trên mặt nước đến gần, cũng không có nửa điểm mùi hôi thối. Cao Vạn Trượng trong hư không phía trên đóa sen, toàn thân thạch xuyên không đẫm máu, trên mặt và quần áo loang lổ vết bẩn, tay phải cầm một thanh trường thương màu bạc, đang chém giết cùng ba đầu đại yêu hình thể khổng lồ hung ác. Giải đạo nhân cũng không biết trong mấy tháng qua yêu thú đã phát động công kích hung mãnh lần thứ mấy rồi, gã chỉ biết lúc trước Hàn Lập đào tạo ra những lôi giáp đạo binh đã sử dụng hết từ nửa tháng trước rồi, phù lục cùng trận bàn trên người Thạch Xuyên không cũng tiêu hao hầu như không còn, pháp bảo cũng đã bị phế đi rất nhiều cái. Mà phiền toái nhất chính là ẩn nấp ngoài sơn cốc còn có vài đầu đại yêu thực lực vẫn còn trên trường xà hai cánh vừa rồi, chỉ chờ hai người bọn họ tiêu hao không sai biệt lắm sẽ phát động một lần công kích cuối cùng. Giải đạo nhân nhìn thân ảnh Thạch Xuyên không, trong nội tâm trầm ngâm không thôi. Ngay từ đầu, gã không có nửa điểm tín nhiệm với người kia, chẳng qua mấy lần kề vai sát cánh đẩy lùi quân địch, về sau mới thoáng thay đổi, gã cũng không xác định loại tình huống này nếu còn tiếp tục kéo dài thì người kia còn có thể tiếp tục thủ vững hay không. Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh âm ầm, một con tuyết thiềm màu trắng cự đại to chừng trăm trượng đột nhiên hai chân đạp một cái lên thi sơn rồi nhảy lên, tiến nhập vào trận chiến trên không trung, há miệng phun một cái, một cỗ hàn phong hình đinh ốc trào ra phóng tới thạch xuyên không thạch xuyên không vừa mới đánh lùi công kích của ba đầu ma thú kia căn bản không kịp phòng bị liền bị phong bạo cuốn vào thân hình gã hầu như lập tức bị một tầng băng tinh màu trắng đông kết lại rơi xuống đất nguy rồi giải đạo nhân thầm kêu một tiếng vội vàng phóng về phía chỗ thạch xuyên không rơi các yêu thú khác liền phát động công kích sớm hơn so với gã dự đoán một chút chỉ thấy hai bên thi sơn từng đầu yêu thú hình thể to lớn bắt đầu nhao nhao hiển hiện ra, khí tức mỗi một đầu đều từ kim tiên sơ kỳ trở lên, trong đó cường đại nhất là đầu bách mục du diên, du càng đạt đến kim tiên hậu kỳ. Nếu lúc trước gặp phải đàn thú như vậy đột kích, Thạch Xuyên không liên thủ cùng giải đạo nhân tự nhiên căn bản không sợ, nhưng bọn họ đã liên tục không ngừng chiến đấu với đàn yêu thú kéo tới liên tục hơn 3 tháng qua, tiêu hao khó có thể tưởng tượng. Hiện nay thoát thân không khó, nhưng lại tiếp tục liều chết vượt qua, kết quả thật không thể lạc quan rồi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm hô hấp dài từ trong hồ nước huyết sắc truyền ra, nói đúng hơn là từ trong đóa sen tuyết trắng truyền ra, giống như có người vừa mới tỉnh ngủ ngáp một cái. Vốn thanh âm nhỏ như ruồi mũi kêu, giờ phút này trên cánh sen truyền ra từng trận chấn động linh lực, vậy mà vang lên khiến trong lòng giải đạo nhân có thể nghe được rõ ràng. Trong vũng máu bên kia, Thạch Xuyên Không vẫn bị đóng băng trong khối băng tinh tuyết trắng thở ra một hơi như chút được gánh nặng, nói: "Lệ huynh, cuối cùng ngươi cũng tỉnh." Sau một khắc, mây đen đột nhiên sáng lên một đạo thiên quang, một đạo hào quang sáng như tuyết từ trong hồ nước huyết sắc phóng lên trời. Đột nhiên đóa sen tuyết trắng nở rộ ra, một đạo nhân ảnh từ trong đó phóng lên trời, như một đạo bạch hồng quán nhật xẹt qua màn trời, bay thẳng lướt đến không trung cao vạn trượng mới dừng lại lơ lửng tại đó. Quanh thân hắn lóe lên một mảnh bạch quang chói mắt, làm cho người không thể nhìn thẳng. Giải đạo nhân chứng kiến đạo nhân ảnh này, tâm ý tương thông, lập tức dừng bước những yêu thú hung mãnh kia cũng bị cỗ khí tức cường đại này đột nhiên xuất hiện chấn nhiếp trong lúc nhất thời không hẹn mà cùng dừng lại nhao nhao ngửa đầu nhìn lên chỉ thấy trên không trung bạch quang đẹp mắt dần dần thu liếm thân ảnh hàn lập từ đó hiển lộ ra giờ phút này hắn đã đổi một bộ áo bào trắng khuôn mặt cũng sớm bị mặt nạ luân hồi điện bao trùm một thân da thịt óng ánh như ngọc toàn thân thoạt nhìn có chút tư thái tiên nhân phong thần tuấn lãng loại biến hóa cổ quái này thực sự không phải do hắn biến đổi dung mạo mà là khí chất trên người từ trong hiển lộ ra ngoài, trước mắt nhìn hắn rực rỡ hẳn lên, làm cho người ta thấy một loại khí chất xuất trần khó nói lên lời. Bất quá, Hàn Lập cũng không ưa thích loại khí tức này, trên người thu lại thanh quang, toàn thân liền khôi phục bộ dạng vốn có, chẳng qua là vì vừa mới phá cảnh, cỗ trấn động tiên linh lực thái ất ngọc tiên tiên tạm thời chưa áp chế được. Hắn đưa mắt nhìn qua cảnh tượng xung quanh, trong nội tâm hơi động một chút, bên ngoài thân lóe lên thanh quang, ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm hiển hiện ra, lơ lửng bên cạnh thân hắn, ung dung chuyển động. Trên thân kiếm hơi run động, từng đợt điện quang màu vàng thật nhỏ không ngừng nhảy lên trên mũi kiếm, kích khởi một chút hỏa tinh màu vàng, bên trong ẩn chứa lôi thuộc tính pháp tắc chi lực, đã sắp đè nén hết nổi muốn thoải mái phóng ra. Hàn Lập nâng xong chỉ nhẹ nhàng vung lên, trong miệng khẽ nói một chữ đi. Ầm ầm, ba đạo điện quang màu vàng lóe lên mãnh liệt, giữa không trung lưu lại một cỗ khí tức cháy khét, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, Ba đầu hung thú bay trên trời cao đồng thời gào thảm một tiếng, đầu lâu bị một mảnh điện quang màu vàng bao phủ vào, bùng nổ thành vô số mảnh vỡ, thi thể cháy đen rơi xuống phía dưới. Đầu tuyết thiềm phía dưới thi sơn phát hiện không ổn, quay đầu nhảy lên, chạy như điên ra ngoài cốc khẩu. Ngay sau đó vài đầu hung thú khác cũng đều nhao nhao rời xa nơi này, bỏ chạy cuồn cuộn. Lông mày hàn lập nhíu lại, nâng lên hai quyền, đánh về hai hướng bên ngoài. Phanh phanh, hai đạo quyền ảnh màu xanh to lớn phá không rơi đập xuống ầm ầm một tiếng nổ mạnh, hai tòa thi sơn như bị vạn quân trọng áp, hư không chấn động không thôi, đầu tuyết thiềm bỏ chạy đầu tiên bị quyền ảnh cuốn đến gắt gao hút lấy, từng điểm quyền ảnh ép xuống, thân thể bạo liệt ầm ầm, huyết nhục mơ hồ. Đám hung thú còn lại cũng đào thoát không được, nhào nhào bạo thể mà chết, trong đó đầu yêu thú có tu vi mạnh nhất cũng dựa vào thần thông bản mệnh phun ra mấy đoàn hỏa cầu rừng rực, đánh vào phía trên quyền ảnh, nhưng cuối cùng cũng một dạng bị nghiền ép. Thạch Xuyên không cùng giải đạo nhân đã được hàn lập truyền tin, sớm bay khỏi đó đến bầu trời phía xa mắt thấy một màn này chỉ là hai quyền vô cùng đơn giản cả phiến sơn cốc bỏ ra ba tháng trồng chất lên hai tòa thi sơn lập tức biến thành bãi đất bằng mặt đất toàn bộ sơn cốc đều sụp đổ xuống triệt để biến thành một cái huyết hồ to lớn những hung thú còn lại bị ngăn bên ngoài hai tòa thi sơn mắt thấy toàn bộ những hung thú cường đại kia đền tội tất cả thiên địa dị tượng cũng đều biến mất lúc này mới nhao nhao bỏ chạy tán loạn thân hình hàn lập bay vút xuống tụ họp cùng hai người thạch xuyên không chúc mừng, tu vi lệ huynh ngươi lại tiến thêm một bước, thành tựu cảnh giới thái ất ngọc tiên. Thạch xuyên không ôm quyền, cười chúc mừng nói, vây mãi trong tai ương sát suy, hôm nay mới được giải thoát, vất vả trong đó không lời nào nói hết. Ta nhớ thạch huynh ngươi cũng đồng dạng trong tẩy sát chỉ tẩy đi sát khí, hôm nay phản hồi tiên giới, vì sao lại không giống ta chịu linh khí tràn vào mà lập tức phá cảnh. Hàn lập cười nhạt một tiếng, nói như thế, lệ huynh có chỗ không biết, người trong tộc ta phá cảnh thăng giai, có chút bất đồng với nhân tộc các ngươi cho nên mới không có cơ duyên như lệ huynh nên cũng không có gì kỳ quái cả thạch xuyên không nói sơ qua có chút hàm hồ nói thì ra là thế hàn lập không biết gã nói là toàn bộ ma tộc hay chỉ là chủng tộc nhất mạch bọn gã nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi lệ huynh ai nói với người nơi này là tiên giới vậy ánh mắt thạch xuyên không bỗng nhiên cổ quái cười hỏi thạch huynh nói lời ấy là ý gì chẳng lẽ nơi đây không phải là tiên giới hàn lập kinh ngạc hỏi thực không dám giấu giếm nơi đây mặc dù là tiên giới nhưng cũng không phải là tiên giới thạch xuyên không thần thần bí bí nói chẳng lẽ chúng ta lại đến ma vực hàn lập hỏi thăm dò người tiên giới các người gọi là như vậy bất quá chúng ta thích gọi là thánh vực hơn thạch xuyên không gật đầu nhẹ nói ra đã sớm nghe ma vực cũng thuộc tiên giới nhưng là một chỗ độc lập không ngờ hôm nay đần độn u mê đã đến đây rồi tâm thần hàn lập thu vào bật cười lớn nói kỳ thật ta cũng không rõ lắm vì sao chúng ta lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này nhưng trong lòng chỉ suy đoán đại khái mà thôi chân mày thạch xuyên không hơi nhíu lại mở miệng nói ra không phải thạch đạo hữu người thúc giục thanh tì bà màu bạc kia phá không mang bọn ta chạy trốn đến đây sao hàn lập có chút nghi ngờ hỏi ta làm gì có loại năng lực đó ta nghĩ có thể dùng lực vượt giới thúc giục la trá tì bà cứu chúng ta ra khỏi hôi giới chỉ sợ chỉ có một người chính là phụ thân của ta cũng chính là ma chủ trong miệng các ngươi Thạch Xuyên không cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra. Hàn Lập nghe vậy, cảm thấy như có sấm sét nổ vang bên tai. Ma chủ, không phải là người mà Di La lão tổ đích thân đến ma vực mượn bảo, người mà dùng thân phận tu sĩ đại la, lực áp rất nhiều đạo tổ, khống chế lãnh thổ ma tộc, trong truyền thuyết có thể so với tồn tại thời gian đạo tổ Thiên Đình sao? Mà Thạch Xuyên không trước mắt này lại là nhi tử của vị ma chủ trong truyền thuyết kia. Chương 776: Tìm kiếm Hồng Nhan. Lúc này trong nội tâm Hàn Lập dâng lên cả vạn điều nghi vấn, nhưng trung quy cái gì cũng không hỏi, sau khi suy nghĩ lại trong nội tâm càng thêm nghi ngờ, vì sao Thạch Xuyên không lại nói cho hắn biết những tin tức này. Theo ta phỏng đoán, hẳn là lúc ta dùng bí thuật gia truyền luyện hóa la trá tỷ bà, phụ thân ta cảm ứng được, cho nên mới vận dụng thần thông không gian, dùng la trá tỷ bà làm vật dẫn, đem chúng ta trở về đây. Thạch Xuyên không thấy Hàn Lập không nói gì, dừng một chút rồi lại mở miệng giải thích. Thì ra là thế, Hàn Lập nghe vậy gật đầu nhẹ, đang muốn nói thêm gì nữa thì chợt nhớ tới một chuyện. Cổ tay hắn dùng một cái vung lên phía trước, bên cạnh thân hiện ra một đạo quang môn màu bạc cao hơn một trường, hắn cất bước đi vào trong. Trong mắt Thạch Xuyên không hiện lên một tia nghi hoặc, cùng giải đạo nhân một trước một sau tiến nhập vào trong quang môn. Vượt qua quang môn, mấy người liền vào trong trúc lâu động thiên. Hàn Lập liếc mắt liền thấy đề hồn đang nằm dưới mặt đất trong lầu, vội vàng cúi người bế nàng lên. Thần niệm hắn khẽ động, bắt đầu dò xét trên người nàng một lát sau hàn lập lật tay lấy ra một quả đan dược màu vàng đút vào trong miệng đề hồn giúp nàng nuốt xuống đan dược vào bụng đề hồn vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ thoạt nhìn không có chút biến hóa nào lệ huynh nàng là thạch xuyên không trần chờ hỏi thương thế trên người nàng không nặng thần hồn cũng không tổn thương nhiều vốn không nên mê man như vậy mới đúng ta cũng chẳng biết tại sao lại như thế hàn lập cau mày lắc đầu nói nếu thế thử dò xét thoáng một phát xem đan điền nàng có gì khác thường không. Thạch Xuyên không nhắc nhở, Hàn Lập nghe vậy, tỉnh ngộ lại, vội vàng tra xét. a à, trong đan điền nàng, vậy mà không phát hiện được một tia bản nguyên chi lực nào, thật sự cổ quái. Hàn Lập nghi ngờ nói, nếu vậy, hơn phân nửa vấn đề là xảy ra tại đây rồi. Thạch Xuyên không suy nghĩ một phen, nói ra. Hàn Lập cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc trước bọn hắn xuyên không qua, trong nội tâm khẽ dùng mình hắn cảm giác tình huống đề hồn lúc này rất có khả năng liên quan đến lúc trước đột nhiên xuất hiện viên luân kia, nhưng cụ thể có bị vật kia ảnh hưởng hay không thì lại không nắm chắc. Đa tạ Thạch Huynh nhắc nhở, nếu không ta cũng sẽ không tìm ra nguyên nhân. Hàn Lập nói, quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn thôi, chẳng qua loại tình huống này lệ huynh có biết xử trí như thế nào không? Thạch Xuyên không hỏi, trước kia chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, thật không biết nên làm cái gì bây giờ, Thạch Huynh có phương pháp nào không? Hàn Lập cười khổ một tiếng, nói ra, nửa điểm phương pháp cứu giúp ta cũng không biết, bất quá nếu lệ đạo hữu cùng ta trở lại thánh đô dạ dương thành, có lẽ đại tế ti trong tộc chúng ta có biện pháp. Thạch Xuyên không lắc đầu, nói ra, Hàn Lập nghe vậy, không lập tức trả lời, trầm ngâm. Mặc kệ lệ huynh có nguyện ý hay không, nhưng cho ta nhiều chuyện hỏi một câu, tiếp theo người có tính toán gì không? Thạch Xuyên không thấy vậy, lại hỏi, nguyên lai tưởng là về tới tiên giới, không ngờ lại đến nơi này, tiếp theo nên làm thế nào cần phải hảo hảo suy nghĩ một phen. Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, nói ra, thực không dám giấu giếm, nơi này chính là một chỗ phương nam man hoang của thánh vực chúng ta, tên là Thập Hoạn Sơn Mạch. Sở dĩ có tên như vậy là vì trong vùng núi này có thập đại hung thú chiếm giữ, cảnh giới có thể so với tu sĩ Đại La cũng là mối nguy hiểm. Lệ huynh người phải hảo hảo suy nghĩ con đường phía trước, cũng nên xem xét nơi đến. Thạch Xuyên không thản nhiên nói ra, mười đầu hung thú Đại La cảnh, xác thực đúng là phiền toái, không dối gạt Thạch Đạo Hiếu, hôm nay ta cũng không biết chút gì. Theo thạch đạo hiếu, tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào? Hàn lập nghe vậy cả kinh, suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại. Hung thú nơi đây có tính cực kỳ bài ngoại, hung thú bình thường thì khóc sao, nhưng nếu để cho thập hoạn hung thú cầm đầu kia phát hiện chúng ta tồn tại, lúc đó thật sự nguy hiểm. Hay là chúng ta nên đi hướng Bắc, mau rời khỏi nơi đây cho thỏa đáng? Phía Bắc thập hoạn Sơn Mạch có một tòa hùng cứ thành, là quan ải trọng yếu chống cự hung thú xâm lấn, trong thành có tu sĩ đại la tỏa chấn, chỉ cần đến được chỗ đó, chúng ta sẽ an toàn. Đến lúc đó bất kể là thông qua phủ thành chủ, hay là chi nhánh quảng nguyên trai trong thành, cũng có thể mau chóng chạy tới thánh đô dạ dương thành. Thạch Xuyên không nói ra, Hàn Lập nghe vậy suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý liền gật đầu đáp ứng. Nếu như lệ đạo Hữu đã đồng ý, chúng ta nhanh lên đường đi, những hung thú kia tuy tạm thời thối lui, nhưng không chừng bọn chúng sẽ giết trở lại, nơi này cũng không có an toàn. Trên mặt Thạch Xuyên không vui vẻ, cảm giác không thể chờ đợi được nói. Thạch Đạo Hiếu, kính xin chờ một lát, trước khi lên đường ta có một chuyện muốn hỏi thăm. Hàn Lập chợt gọi Thạch Xuyên không lại, lệ Đạo Hiếu, mời nói. Ánh mắt Thạch Xuyên không chấp lên, nói ra, lúc trước lúc tại hạ phá cảnh, đa tả các hạ hộ pháp giúp ta, chẳng qua lệ mũ có chút nghi hoặc, Thạch Đạo Hiếu vì sao phải lao tâm lao lực tương trợ tại hạ như vậy. Thạch Đạo Hiếu nếu có chuyện gì, cứ nói thẳng là được. Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên không, nói ra, đoạn thời gian qua hắn và Thạch Xuyên không đi chung đường, cũng thăm dò được tính tình cùng phong cách hành sự của Thạch Xuyên không, gã bán nhân tình cho hắn như vậy, chính là có việc muốn nhờ. Ha ha, thực là chuyện gì cũng không thể gạt được lệ đạo hiếu, tại hạ quả thật có chuyện muốn nhờ, thập hoạn sơn mạch này nguy hiểm vô cùng, chút thực lực của ta thật sự không nắm chắc có thể an toàn ly khai, thực lực lệ đạo hiếu cao cường, mong rằng dọc đường này có thể hỗ trợ ta một chút. Thạch Xuyên không hơi thẹn đỏ mặt nói. Cái này đương nhiên, nơi đây nguy hiểm như thế, chúng ta đương nhiên phải liên thủ hỗ trợ nhau rồi. Hàn Lập gật đầu nói, hiện tại hắn đã tiến giai thái ất cảnh, thực lực đại tiến, bằng vào thời gian pháp tắc cùng rất nhiều bảo vật trên người, dù đối mặt tồn tại đại la, hắn cũng tự tin có thể tự bảo vệ mình, mang theo thạch xuyên không cũng không vấn đề gì, vạn bất đắc dĩ dưới tình huống khó khăn, có thể thu gã vào trong không gian hoa chi, cũng sẽ không vướng bận gì nhiều. Vậy đa tạ lệ đạo hữu rồi, Tổng bộ Quảng Nguyên trai vừa vặn ở trong Dạ Dương Thành, chỗ đó có cánh cửa không gian liên thông các nơi tiên vực ở chân tiên giới, chỉ cần chúng ta đến được Dạ Dương Thành, ta sẽ lập tức an bài, đưa lệ đạo hữu phản hồi Hắc Thổ Tiên vực. Thạch Xuyên không nghe vậy đại hỉ nói, việc phản hồi Hắc Thổ Tiên vực ngược lại không vội, chờ đến tổng bộ Quảng Nguyên trai, ta có một chuyện khác muốn nhờ Thạch đạo hữu hỗ trợ. Hàn lập sờ lên cánh mũi, ánh mắt lóe lên nói, thiên địa linh khí ở ma vực này cũng coi như nồng đậm hơn nữa cách xa phạm vi thế lực thiên đình, có chút thích hợp để hắn tu luyện. Bởi vậy chuyện phản hồi chân tiên giới, hắn cũng không quá sốt ruột. a à, là chuyện gì? Có phải là chuyện mà ngày đó lệ đạo hữu đã nói ở hôi giới? Thạch xuyên không khẽ giật mình, chợt nghĩ tới điều gì, nói ra. Đúng vậy, lệ mỗ muốn nhờ thạch đạo hữu vận dụng năng lực tin tức quảng nguyên trai, giúp ta lưu ý tìm kiếm một nữ tu sĩ phi thăng, đây là hình ảnh dung mạo của nàng. Hàn lập phất tay lấy ra một ngọc bài màu lam, đưa tới. Trên ngọc bài hiện ra một thân ảnh nữ tử áo bào tím, khuôn mặt như vẽ, thanh tú thoát tục, chính là tử linh. Người này chẳng lẽ là bạn nữ của lệ đạo hiếu, quả nhiên là sắc nước hương trời. Thạch xuyên không tiếp nhận ngọc bài, nhãn tình sáng lên khen ngợi. Nàng tên là tử linh, là một vị tu sĩ thánh tộc hạ giới, hiện tại khả năng đã phi thăng, cũng có khả năng là không, xin phiền thạch đạo hiếu giúp ta tra tìm một chút. Hàn lập từ chối cho ý kiến nói, nữ nhân này ở thánh tộc hạ giới, vậy thì xử lý dễ rồi, tu sĩ thánh tộc hạ giới phi thăng, đều phi thăng đến trong thánh vực, mà thánh vực phi thăng đài một mực do tam ca của ta trưởng quản, hai người chúng ta quan hệ thân cận, muốn điều tra rất dễ dàng, chỉ cần nữ nhân này phi thăng, nhất định có thể tìm được. Thạch Xuyên không nghe vậy cười một tiếng, tự tin nói. Vậy thì nhờ cậy Thạch Đạo Hữu rồi, Hàn Lập nghe lời này, trong nội tâm buông lỏng, lệ Đạo Hữu khách khí, việc này tại hồi giới ta cũng đã đáp ứng ngươi, hiện tại lại muốn ngươi hộ vệ ta ly khai thập hoạn sơn mạch, nói nhờ cậy hẳn là ta mới đúng. Thạch Xuyên không cười nói, tiếp theo hai người không chỉ hoãn nữa, rất nhanh ly khai không gian hoa chi, cẩn thận xuất phát tiến về hướng Bắc. Giờ khắc này, một mảnh sơn mạch cực lớn cách chỗ hai người hàn lập không biết bao nhiêu vạn dặm, mảnh sơn mạch này có thể vì ẩn chứa khoáng thạch kỳ lạ, đại bộ phận vách núi đều hiện ra màu vàng óng. Ở trung tâm sơn mạch đứng vững một tòa cự phong cao vạn trượng, toàn thân cự phong vàng óng, không có một khuyết điểm nhỏ nhặt nào, thời khắc tán phát ra đạo đạo kim quang, bắt mắt vô cùng ngoài trăm dặm cũng có thể thấy được rõ ràng phía trên cự phong tọa lạc một mảnh cung điện khổng lồ cung điện cao lớn tinh xảo nguy nga lộng lẫy hết thảy bên trong cung điện hiện ra màu vàng óng khắp nơi đều bao phủ trong ánh sáng kim quang chỗ cung điện này sáng người kim quang ngoài nguy nga đồ sộ còn làm cho người ta một loại cảm giác không tầm thường địa vực thập hoạn sơn mạch bao la thập hoạn đại vương thống trị các phương mỗi nơi thống trị địa vực rộng lớn dưới trướng càng tụ tập vô số ma vật cường đại thực lực hùng mạnh, mà tộc phía ngoài cũng không dám làm gì nơi này. Nơi đây chính là động phủ của Kim Tê Đại Vương, một trong thập hoạn Đại Vương. Trong cung điện hộ vệ, người hầu, các loại, trên người đều mặc áo giáp và phục sức màu vàng. Tít mãi bên ngoài đại môn một tòa đại điện, hai gã hộ vệ kim giáp đứng ở hai bên đại môn, trên người cả hai đều mặc áo giáp màu vàng thật dày, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Kiềm kim khải này thật đúng là nặng, áp người không thở nổi, nhưng nếu không mặc giáp này, lập tức sẽ bị tinh kim mang gây thương tích, gác tại kim phong sơn này đúng là khổ sai. Hộ vệ bên trái hoạt động thân thể một chút, nhìn không được phàn nàn. Ba huynh, người vừa tới nơi đây, tự nhiên sẽ có chút không quen, qua một đoạn thời gian sẽ ổn thôi, nhận việc ở chỗ này tuy rằng khổ một chút, bất quá thù lao trả cũng phong phú hơn xa các khu vực khác. Hộ vệ còn lại nói ra, đó là đương nhiên, nếu không phải là vì trả thù lao cao, ta sẽ không nguyện ý tới nơi này. Bất quá Kim Tê Đại Vương yêu thích thật đúng là kỳ quái, vậy mà yêu thích loại hoàn cảnh này. Tên hộ vệ họ ba nhếch miệng, nói ra, chớ có lên tiếng, hộ vệ kia lập tức truyền âm cắt đứt lời y. Làm sao vậy, hộ vệ họ ba khẽ giật mình hỏi. Kim Tê Đại Vương ghét nhất người khác bình luận ngài yêu thích cái gì, lần trước Đại Vương mới thu một thị thiếp, nàng cũng giống người không cẩn thận nói một câu, lập tức bị xử nhật chiếu chi hình, trói ở trụ sau núi liệt nhật, bị cứng rắn nướng thành than gốc, người hãy nhớ kỹ là không được nói ra lời này, hộ vệ kia trịnh trọng truyền âm dặn dò, đa tạ lão ca chỉ điểm, hộ vệ họ ba nghe dọa cho nhảy dựng, vội vàng nói cảm ơn, con mắt nhìn khắp chung quanh. Qua hồi lâu, chung quanh cũng không có động tính gì, họ ba mới nhẹ nhàng thở ra. chương 777, Đại Hoàng Tử, ở chỗ sâu trong một mảnh quần thể cung điện, trong một tòa đại điện nguy nga lộng lẫy, một đại hán hình dáng giống như viên thịt đang ưỡn cái bụng phùng phình ra, lười biếng nằm xòe ra trên cái ghế dựa lớn màu vàng. Người này có con mắt dài nhỏ, mũi dẹt, nhưng miệng thật lớn, thoạt nhìn xấu xí dị thường, làn da có màu ám kim, mơ hồ có thể thấy trong đó lóe ra từng đạo hoa văn màu vàng. Hai thị nữ áo vàng quỳ gối một bên, xoa nắn thân thể đại hán. Hai nữ tử này đều là mình người đuôi rắn, một đôi tay dịu dàng đeo bao tay màu vàng, phía trên chấp động kim quang, rõ ràng là hai kiện tiên khí. Theo ngón tay vuốt ve của hai nữ tử, trên bao tay bắn ra từng đạo kim quang, làm không khí phụ cận rung động xùi xùi, hoặc nắn hoặc bóp thân thể đại hán. Trên trán hai nữ tử ẩn ẩn vết mồ hôi, hiển nhiên đã dùng hết toàn lực. "Ân, không sai, chính là chỗ đó, dùng thêm lực một chút." Cặp mắt dài nhỏ của đại hán viên thịt nửa mở nửa khép, vẻ mặt rất là hưởng thụ. Hai xà nữ nghe vậy, tay càng dùng sức thêm. Vào thời khắc này, đuôi lông mày đại hán viên thịt chợt nhảy lên, thân thể đang nằm chợt ngồi dậy, trong ánh mắt dài nhỏ hiện lên một tia dị sắc. Hai xà nữ thấy vậy, ngừng tay lại, lui ra, trong mắt đại hán viên thịt hơi híp lại sau đó phất phất tay nói thân hình gã to lớn nhưng thanh âm lại bén nhọn phi thường nhỏ lại để cho người nhịn không được muốn bật cười bất quá hai xà nữ kia cúi đầu không người thần sắc cũng không có gì khác thường lui xuống đại hán viên thịt vung tay lên một mâm tròn màu tím từ trong tay gã bắn ra lơ lửng chuyển động nhanh chóng trên không trung tử quang trói mắt từ trên mâm tròn phát ra sau đó động lại hóa thành một tòa pháp trận màu tím thân ảnh một nam tử trung niên áo bào tím xuất hiện ở bên trong pháp trận thoạt nhìn khoảng 37-38 tuổi, một đầu tóc trắng phiêu giật, đầu đội cao quan, thoạt nhìn anh Tuấn ôn nhã. Trên hai đầu lông mày y có một cái tiêu ký màu tím nhàn nhạt, nhạt, thẩm thấu sâu trong làn da, giống như một phù văn cổ xưa, tán phát ra từng trận hào quang màu tím, nhìn thần bí dị thường. Ôi, đây không phải đại hoàng tử điện hạ A, à. hiện tại ngươi hẳn là người bận rộn nhất A, à. như thế nào lại rãnh rỗi tới chỗ man hoang này. Đại hán viên thịt cười hắc hắc, nói ra, kim tê đạo hữu nói đùa, tu vi thực lực các hạ tại hạ cực kỳ bội phục. Chẳng qua là ta nghe nói vài ngày trước, người cùng hắc xứ kia kịch đấu một hồi, tổn thương một chút nguyên khí, ta sợ quấy giày đạo hữu chữa thương, nên một ngực không hỏi, bây giờ nhìn kim tê đạo hữu đã hoàn toàn khôi phục lại, quả thật là việc đáng mừng. Nam tử áo tím cười ha ha một tiếng, làm cho người ta có loại cảm giác như tắm gió xuân. Đại hán viên thịt này thình lình chính là kim tê đại vương, một trong thập hoạn đại vương hung thú vương giả, tu vi đại la cảnh. Đại hoàng tử, Lần này chẳng lẽ đến để cười nhạo Kim Mỗ sao? Sắc mặt Kim Tê Đại Vương lập tức trở nên âm trầm vô cùng, hầu như có thể cạo ra một lớp xương. Kim Tê đạo hữu chưa hiểu lầm, sở dĩ trận chiến lúc trước đạo hữu thất bại, cuối cùng là do ma la kim thân không thể đại thành, tại hạ gần đây ngẫu nhiên có mấy quả kim nguyên đạo quả, có lẽ giúp Kim Tê đạo hữu tiến thêm một bước. Nam tử áo tím nói ra nhàn nhạt, kim nguyên đạo quả, chuyện đó là thật, Kim Tê Đại Vương bỗng nhiên đứng lên, trong mắt hiện lên một tia hào quang cực nóng, có chút vội vàng hỏi. Nam tử áo tím cười mà không nói, "Đại hoàng tử điện hạ có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra, lần này tìm ta là có chuyện gì?" Kim Tê đại vương kịp phản ứng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nói ra, "Nói chuyện cùng người thông minh quả thật bất mệt a, à, ta nhờ Kim Tê đạo hữu làm giúp ta một chuyện, sau khi thành công, Kim Nguyên đạo quả là của đạo hữu rồi." Trong mắt nam tử áo tím hiện lên một tia sát cơ. Đại hoàng tử điện hạ cứ nói đừng ngại. Kim Tê Đại Vương không chút do dự nói, là để cho một người biến mất vĩnh viễn trên thế gian này. Thanh âm nam tử áo tím bình tĩnh nói, "A, à, người nào?" Kim Tê Đại Vương nghe vậy, tựa hồ cũng không ngạc nhiên. Nam tử áo tím không nói gì, vung tay lên, một đạo tử quang từ trong pháp trận bay ra, rơi vào bên trong đại điện, hóa thành một mảnh màn sáng màu tím. Bên trên màn sáng dần dần hiện ra hai thân ảnh, một trong số đó có đầu tóc trắng xoăn, hai mắt có thần, chính là Thạch Xuyên Không người còn lại dáng người bình thường, làn da ngăm đen, khuôn mặt phổ thông, tất nhiên là Hàn Lập. Người này, ta nhớ hắn là, ánh mắt kim tê đại vương lóe lên, rơi vào trên người thạch xuyên không, về phần Hàn Lập tất nhiên gã không để ý đến. Không sai, hắn chính là thập tam hoàng tử thạch xuyên không, trước mắt đang ở trong thập hoạn sơn mạch, căn cứ phán đoán của ta, vừa lúc đang ở trong kim tê lính các ngươi. Chỉ cần có thể đem đầu lâu cùng thì bà màu bạc trên người hắn về cho ta, ta liền đưa ngươi hai quả kim nguyên đạo quả nam tử áo tím chậm rãi nói ra, kim tê đại vương nghe vậy, trên mặt chợt lóe lên vẻ tham lam, nhưng lập tức lông mày nhíu lại một cái, mặt lộ vẻ trần chờ. Đại hoàng tử điện hạ, tuy ta động tâm với kim nguyên đạo quả, nhưng ta cũng nghe nói vị thạch xuyên không này được thánh chủ sủng ái, lửa giận thánh chủ không phải kim mỗ có thể chịu được, việc này hay là ngươi mời cao nhân khác a? À. Kim tê đại vương lắc đầu, nói ra, phổ thân đại nhân hiện tại đang tại bế quan, hơn nữa trước khi bế quan người đã truyền lời xuống, để cho những huynh đệ chúng ta tự quyết định người thừa kế, ta nói như vậy, kim tê đạo hữu hẳn là minh bạch A. À? Nam tử áo tím hời hợt nói, A, à, nói như vậy, ngược lại là có thể cân nhắc. Bất quá thế lực dưới chướng thạch xuyên không cũng không yếu, giết hắn sẽ đắc tội không ít người. Kim tê đại vương chậm rãi nói ra.